chương 26, tư cách thi. Chú ngựa ô, tưởng thiên lỗi giống như không có hứng thu biết, chỉ tiếp tục xem tài liệu của chuyên gia hầu rượu đầu tiên nói, một cô gái 20 tuổi hiểu được rượu đỏ sao? Hiểu được thức ăn sao? Các nhân viên khách sạn cũng tò mò mở ra bìa tài liệu màu xanh dương trước mặt, tìm cô gái mới 20 tuổi, tò mò thân phận của cô. Ánh mắt đông anh có chút kỳ quái, nhìn tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm giới thiệu nói, dường như cô ấy có khứu giác trời xanh, hơn nữa đối với thức ăn có một cái nhìn đặc biệt, cô ấy là người duy nhất thưởng thức qua 370 loại rượu đỏ, cũng đáp sai không một chút. Ánh mắt Tưởng Thiên lối lóe lên nhưng vẫn chậm rãi lật xem tên chuyên gia hầu rượu thứ hai, một nữ hầu rượu người Anh tuổi chừng 40, dòng họ ba đời đều là thợ nấu rượu, đã từng được chọn vào hoàng cung Anh quốc phục vụ cho nữ hoàng nước Anh, hiện tại ở khách sạn Hoàng gia Anh quốc giữ vị trí chuyên gia hầu rượu, đã có 10 năm kinh nghiệm. Nói tiếp, chấm ngoặc kép Tưởng thiên lỗi chậm rãi nói. Đông Anh nhìn anh một cái, tiếp tục nói nữa, hơn nữa. Cô ấy không chỉ có vị giác đối với rượu đỏ hơn người bình thường, cô ấy còn là bậc thầy rượu trắng, rượu thanh, rượu mơ, đối với trà nghệ cũng hết sức tinh thông, là chuyên gia trà hàng đầu. Trên mặt tưởng thiên lỗi lộ ra một chút hứng thú nhưng vẫn là tiếp tục lật xem tên của người kế tiếp, cũng đến từ nước Pháp, khoảng 60 tuổi, có 30 năm kinh nghiệm hầu rượu, đã từng chủ trì nhiều bữa tiệc hội nghị nước đầu não, Đối với thức ăn có giải thích phong phú, đối với rượu đỏ có nhiệt tình hơn người bình thường, câu nói sau cùng của ông ta, rượu đỏ là khởi nguồn của sinh mệnh loài người. Đông Anh hiểu ý của Tưởng Thiên lỗi, liền tiếp tục giải thích nói, lần này chúng ta chọn lựa chuyên gia hầu rượu, chủ yếu là nhằm vào khách sạn Trung Quốc chúng ta, phối hợp văn hóa ẩm thực của khách sạn Trung, Tây, cho nên trong quá trình lựa chọn cũng xem xét đến phương diện này một chút, phần lớn các chuyên gia hầu rượu xuất sắc, bọn họ quá quen thuộc văn hóa nước ngoài đối với Trung Quốc chúng ta vẫn không có cách nhìn sâu sắc mà cô gái kia mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm nhưng cô ấy bằng khứu giác trời xanh. Mỗi lần trong trận đấu cũng có thể ngẫu hứng bộc phát tài nghệ rất tốt. Con người quyến rũ của tưởng thiên lỗi khẽ chấp, tiếp tục lật một tờ tài liệu chuyên gia hầu rượu, nhìn chuyên gia hầu rượu thứ tư là một nam chuyên gia người Trung Quốc, tuổi chừng 50, mới nhìn lướt qua, cũng đã lật tới tên người sau cùng. Anh ngồi rất nghiêm túc, xem phần tài liệu chuyên gia hầu rượu cuối cùng, nhìn góc bên trái sơ yếu lý lịch, là một cô gái xinh đẹp có nụ cười hoạt bát đáng yêu, cặp mắt to sáng người động lòng người, làm ánh mắt anh nhìn kỹ, cảm giác quen thuộc nhanh chóng ập vào lòng, anh lập tức nhìn dấu khoanh tròn nhỏ chính giữa trên sơ yếu lý lịch viết tên họ chuyên gia hầu rượu. Đường Khả Hinh, lông mày của anh lập tức nhíu chặt. Audio điện tử võ tấn bền. Một người tôn trọng thức ăn và rượu đỏ, tại sao có thể ở trong trận đấu quan trọng như vậy đến trễ? Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói hết lời nói, liền đem sợ yếu lý lịch đặt ở trên bàn ăn, mới ngửa mặt nói, bắt đầu đi. Thật ra Đông Anh cũng nhận ra đường khả hình nhưng không có nghĩ đến cô là cô gái ngày hôm qua cùng tổng giám đốc đến cục cảnh sát, cô nhìn tưởng thiên lỗi lạnh lùng, có chút cẩn thận hỏi tư cách thi của cô ấy. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi lạnh lẽo, nói, nếu đến giờ cuối cùng, cô ấy không tới thì hủy bỏ tư cách thi của cô ấy. Đông Anh lập tức gật đầu, hiểu ý tứ của anh nói, tôi sẽ phái thư ký đến bên ngoài khách sạn tự mình đợi cô ấy tới đây. Bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi chậm rãi nói. Giám đốc vừa nghe, ngay lập tức đứng lên, nghiêm túc nói, cuộc thi chuyên gia hầu rượu bắt đầu. Chấm than ngoặc kép, chương 27, món trứng tráng phủ dung. Cửa chính đại sảnh bữa tiệc mở ra, nhân viên phục vụ nhà hàng Tây, mặc đồng phục com lê màu đen áo sơ mi trắng, sắp hàng chỉnh tề đứng ở bên ngoài đại sảnh bữa tiệc, sau khi nghe được chỉ thị, lập tức dùng khay màu vàng, cầm tất cả các loại rượu đỏ chân quý chậm rãi đi tới, dưới sự huấn luyện nghiêm chỉnh đem rượu đỏ cẩn thận đặt xuống ở trên một cái bàn dài khác, từng chai rượu đỏ được dùng vải màu vàng bao lại, ở trên miệng của nó lộ ra niên đại và nơi sản xuất, tổng cộng có 36 loại rượu đỏ cũ mới trên toàn thế giới. Giám đốc nước mắt nhìn chuyên gia pha rượu đầu tiên phía trên danh sách nói, người được đề cử đầu tiên, rách. Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, một người đàn ông người pháp phong độ tao nhã mặc tây trang màu đen mang bao tay trắng vẻ mặt nở nụ cười nghề nghiệp đi tới đứng ở giữa nhìn về phía tưởng thiên lỗi khẽ gật đầu chào hỏi tưởng thiên lỗi trước mắt nhìn ông ta hơi cười quản lý nhà hàng thấy chuyên gia pha rượu ngay lập tức nháy mắt với đầu bếp trưởng đầu bếp trưởng khẽ gật đầu ngay lập tức đứng lên xoay người xoải bước đẩy cửa đi ra ngoài mấy vị đầu bếp phụ tá đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi căng thẳng nói, lần này chúng ta phải làm món chính nào? Nghe nói đây là cuộc thi chuyên gia pha rượu cấp bậc cao nhất, món ăn của chúng ta phải chân quý nhất chứ? Đầu bếp trưởng không lên tiếng, chỉ là xài bước đi về phòng bếp trước đại sảnh bữa tiệc, đẩy mở hai cánh cửa, 20 người đầu bếp nổi danh phân ra ở các vị trí, mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, chờ lệnh, đầu bếp trưởng lại đi về phía bên cạnh nồi lớn, tiện tay chộp lấy ba trứng gà, bật lò lửa một cái, ngọn lửa màu hồng bùng sáng lên, chúng đầu bếp cùng nhau nhìn anh ta. Đầu bếp trưởng không lên tiếng, lưu loát cầm lên muỗng lớn, múc một chút dầu vẩy vào chảo, một tay khuấy ba trứng gà cho vào, lập tức nhắc tới chảo nóng hất lên không chung một chút liền đem một đĩa món trứng trắng phủ dung trơn mềm hoàn mỹ thơm lừng, chút ở trong đĩa sứ trắng, nhỏ vài giọt nước tương, thuận tay cầm lấy rau mùi tây, đặt vào trong giữa trứng như đóa hoa, vết dầu xuôi theo mép đĩa trống không nhanh chóng chảy ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của các đầu bếp. Chúng đầu bếp hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc kêu nhỏ, món trứng tráng phủ dung. Đầu bếp trưởng nhanh chóng cầm cái đĩa món trứng tráng phủ dung, đi vào đại sảnh bữa tiệc, đem đặt ở trên bàn ăn hình tròn, rót một ly nước lọc bầy ở bên cạnh. Sách thấy đĩa món trứng tráng phủ dung này, khẽ giật mình nói, mon dieu, tiếng Pháp, trời ạ. Đông Anh coi thường ánh mắt kinh ngạc của chuyên gia pha rượu, mỉm cười xin phép mời Lauren. Hai cánh cửa màu vàng kim vừa mở ra, một người đàn ông Pháp chừng 70 tuổi, mặc đồng phục khách sạn màu đen chỉnh tề, trước vạt áo mang bảng hiệu màu vàng, mái tóc bạch kim gọn gàng quấn sau ót, hai mắt lấp lánh có thần, mặt mũi hồng hào, mỉm cười phong độ thẳng bước đi vào. Tất cả nhân viên khách sạn bên trong đại sảnh bữa tiệc gần như nhất trí đứng dậy, mỉm cười vỗ tay. Lauren giơ tay chào hỏi với mọi người, liền xài bước tới trước mặt của tưởng thiên lỗi, hướng về phía anh vươn tay tưởng tổng tài. Tưởng thiên lỗi mỉm cười đứng lên, cài lại cúc áo âu phục, mới vươn tay, hướng về phía Lauren cung kính nói cảm ơn ông tới tham gia cuộc thi tuyển lần này. Lauren hơi tiếc nuối dùng tiếng Trung Quốc vô cùng tiêu chuẩn nói, dùng khứu giác 70 năm, trong một đêm không nhạy, giống như là đang nhắc nhở tôi, phải dùng phần còn lại của cuộc đời tôi cho gia đình. Hy vọng lần này khách sạn Á Châu có thể chọn lựa chuyên gia pha rượu ưu tú nhất trên thế giới. Tưởng Thiên Lỗi lập tức mỉm cười nói, cảm ơn ông đã bỏ ra nhiều năm đối với khách sạn. Hy vọng sau khi về nước, thân thể ông có thể mau sớm bình phục, chúng tôi chờ ông trở lại. Hai người cùng nhau mỉm cười, Lauren buông tay ra, đầu tiên liếc mắt nhìn món trứng tráng phủ dung trên bàn ăn, ông ta a à một tiếng, sơ tay nói, good. Ông ta nói xong, liền ngồi vào vị trí phía dưới tưởng thiên lỗi, mỉm cười ngửa mặt nhìn chuyên gia pha rượu đang chuẩn bị thi. Cuộc thi bắt đầu, đồng anh vỗ nhẹ bàn tay. Nhân viên phục vụ nhà hàng Pháp chuẩn bị đã lâu, cùng nhau mang bao tay trắng tiến lên, cùng lúc dùng dao mở chai, chuẩn mực mở ra từng chai rượu đỏ, nhất thời cả gian đại sảnh tiệc tràn ngập mùi rượu nồng đậm. Rách, chuyên gia pha rượu số 1 đi tới món trứng tráng phủ dung, xem xét màu sắc, cầm đôi đũa bạc, gắp một chút món trứng tráng phủ dung bỏ vào trong miệng, sau khi nếm thử mới đi đến tới bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ nghe mùi vị cất rượu đỏ. Đông Anh căn dặn ba người thư ký mời chuyên gia pha rượu kế tiếp vào sân. Nữ chuyên gia pha rượu đi vào trước, liếc mắt nhìn món trứng tráng phủ dung trên đĩa, vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc, lại đến trước bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ ngửi mùi vị rượu đỏ. Chuyên gia pha rượu thứ ba cũng liên tục đi vào. Chuyên gia pha rượu thứ tư cũng theo sát đi vào. Đông Anh cầm văn kiện lên gấp, kêu nhỏ, người được đề cử thứ năm, đường khả hinh. Ánh mắt tưởng thiên lỗi ngưng tụ, không lên tiếng. chương 28, truyền bá rộng rãi. Đại sảnh club, quản lý hành tránh nhân sự cùng hai người thư ký căng thẳng đứng ở trước bậc thang, trông chừng về phía con đường lớn nơi xa trải dài ra biển, vẻ mặt lộ ra gấp gáp. Chắc chắn tới chứ, một thư ký trong số đó có chút không tin, nói đây chính là vinh dự cực lớn A, nghĩ đến chọn ra từ trong nhóm 2.000 chuyên gia pha rượu, được tuyển chọn rồi tiền đồ không thể đo lường A. Quản lý hành tránh tiêu tình nhắc đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian phía trên, đã trễ 15 phút rồi, ngay cả cô cũng tiếc nuối lắc lắc đầu. Bên trong đại sảnh bữa tiệc, đường khả hình chấm ngoặc kép đông anh lại cầm tài liệu nhẹ giọng kêu tưởng thiên lỗi hoàn toàn lạnh lùng không lên tiếng chỉ nhìn lên mấy vị chuyên gia pha rượu ở trước mặt đang dùng phương pháp đặc biệt để giải rượu thậm chí bắt đầu nếm thử rượu lauren nhìn đông anh một cái liền cũng cầm lấy tài liệu mở ra trang thứ năm nhìn tư liệu cá nhân đường khả hình ở phía trên kêu nhỏ là cô ấy tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn lauren hơi cười hỏi lauren tiên sinh biết cô ấy Lauren có chút cảm thán nhìn tưởng thiên lỗi, mỉm cười nói, vị tiểu thư này đáng là nhân tài, nếu được bồi dưỡng, chờ một thời gian sẽ thành tựu rất lớn. Bởi vì tôi đã từng xem qua tài liệu dự thi của cô ấy, cô có cảm ứng khứu giác trời xanh, có thể ngửi ra ba mùi vị. Rất khó có được, trên sơ yếu lý lịch của cô ấy cũng viết, thức ăn và rượu đỏ, thật ra có thể sinh ra bí mật khổng lồ. Chỉ có người thích thăm dò mới có thể mang tới cho khách cảm thụ mùi vị mới mẻ. Mặc dù có hơi trẻ tuổi, rất nhiều thứ ngây ngô nhưng tôi vô cùng mong đợi đối với cô ấy tưởng thiên lỗi đã hiểu liền mặt ngửa mặt lên không lên tiếng sau khi bốn người pha rượu đang thưởng thức các loại rượu đỏ liền nhất trí chọn lựa ra rượu trắng tuyết lợi loại mới dùng để phối hợp với trứng phủ dung bọn họ nhất trí giải thích trong rượu trắng tuyết lợi độ ủ nhạt sẽ không như rượu đỏ ủ chua mà lấn át món trứng trắng phủ dung chỉ có một người pha rượu sau cùng lúc cầm ra rượu trắng thì vẫn hơi có vẻ do dự Ông có nghi ngờ gì? Lauren nhìn một người pha rượu sau cùng, mỉm cười hỏi. Người pha rượu thứ tư nhấp nhẹ món trứng phủ dung thì có chút khó nghĩ lắc đầu cười nói, nước tương này không phải nước tương bình thường, có một mùi vị đặc biệt, phối hợp với rượu nho trắng sẽ khó có thể phát huy được hương vị của nó. Đầu bếp trưởng khẽ cúi xuống, mỉm cười không lên tiếng. Thời gian tranh tài vòng thứ nhất sắp kết thúc, rút ngắn quá trình lựa chọn, lại đem rượu nho trắng trả về chỗ cũ sau đó nâng chén thưởng thức tất cả rượu đỏ. Bệnh viện, nhã tuệ nắm điện thoại, thừa dịp khả hình bởi vì cảm xúc kích động khóc đã mệt, trong mắt còn vương nước mắt chìm vào giấc ngủ, cô ngồi ở đầu phòng bệnh, có chút lo lắng nhỏ giọng nói, Phòng tranh tài thứ nhất là cái gì? À, món trứng tráng phủ dung, chỉ đơn giản như vậy, một cuộc thi lớn trong năm chỉ một đĩa món trứng tráng phủ dung. Đây là món ăn chung, phối hợp với rượu đỏ không phải quá miễn cưỡng sao? thợ nấu rượu cũng chọn cái gì? Rượu tuyết lợi, đáp án đúng rồi sao? Đường khả hình sâu kín mở đôi mắt đấm lệ, giống như nhìn về phương xa. Lúc nào có kết quả, còn có một chuyên gia pha rượu, người đó còn chưa tới sao? Nhã tuệ căng thẳng hỏi. Đường khả hình khẽ chớp mắt, đột nhiên ở sau lưng nhã tuệ, mở ra đôi môi tái nhật sâu kín nói, món trứng tráng phủ dung, nhất định sẽ điểm nước tương, nhưng món trứng tráng phủ dung nửa chín, trơn mềm ngon miệng, phối hợp với nước tương vỏ quyết sẽ che giấu mùi trứng, thậm chí sẽ làm lòng trắng trứng sinh ra vị chát, đưa vào miệng nằm ở cổ họng, cho nên đầu bếp phương Nam biết sử dụng nước tương đặc biệt ướp gia vị, bởi vì phương Nam là nơi nổi tiếng nhất ướp gia vị nước tương, hòa tan với nước mưa đầu mùa xuân. Có vị ngọt đặc biệt, kết hợp với rượu đỏ xích Hà Châu mới 1993, vị ngọt kết hợp cùng độ ủ chua, thật sự có thể sinh ra vị nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, làm cho thực khách rất ấn tượng nhưng thời gian giải rượu nhất định phải hơn 20, phòng ngừa độ ủ quá nặng hoặc quá ít, thêm một cục đá, vị sẽ ngon hơn. Nhã tuệ thoáng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đường khả hình nói, nhưng không phải rượu đỏ nhiệt độ mạnh sao. Đường khả hình sâu kín nói, vạn vật trên thế gian này, phối hợp bất kỳ vật gì, cũng sẽ sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Không câu nệ với truyền thống, mới có thể tạo ra vị giác và cảm thụ mới nhất. Đáp án cuối cùng sắp xuất hiện. Đại sảnh bữa tiệc, chuyên gia pha rượu thứ tư đột nhiên buông bỏ rượu tuyết lợi, chọn một chai rượu đỏ trong đó, xác định thời gian giải rượu đã vượt qua 25 phút, mới cầm lên ly lùn, châm một ly rượu đỏ, đặt bên cạnh món trứng tráng phù dung, thậm chí gắp một cục đá nhỏ bỏ vào trong ly rượu mới mỉm cười nhẹ giương tay, lùi về phía sau một bước. Lauren đột nhiên nhìn ông ta cười một tiếng. Đông Anh nhìn ông ta đã xong liền mở miệng nói, mở tất cả đoạn vải màu vàng trên rượu đỏ mà các chuyên gia pha rượu đã lựa chọn, xem số năm và nơi sản xuất. Bốn nhân viên phục vụ tiến lên, mở ra đoạn vải, ba người đầu, bọn họ chia ra chọn lựa rượu trắng viết lợi năm 2000, mà chuyên gia pha rượu sau cùng chọn lựa rượu đỏ xích Hà Châu năm 1993. Nhã tuệ nắm điện thoại, quay đầu lại, nhìn khả hình có chút giật mình nói kết quả công bố. Vòng tranh tài thứ nhất, người thứ tư chiến thắng cô đáp đúng đường khả hinh ngây người hai mắt mờ mịt đột nhiên nhớ tới khi còn bé cha đứng ở trong phòng bếp vươn tay an ủi mình mỉm cười nói khả hinh a à, cuộc sống của chúng ta đều do thức nuôi cho chúng ta cho nên chúng ta nhất định phải dụng tâm cảm thụ cảm ơn thức ăn mang đến cho chúng ta sức sống mạnh mẽ cha hy vọng trong tương lai khả hinh có thể đem thức ăn ngon truyền bá rộng rãi lòng của cô đau xót nước mắt đột nhiên chảy xuống Vòng tranh tài thứ nhất kết thúc nhưng đường khả hình vẫn không đến, Đông Anh có chút tiếc nuối nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Lauren lại tiếc nuối lắc đầu nói, tôi rất muốn gặp cô gái có cách nhìn đặc biệt đối với thức ăn. Thật tiếc quá. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lạnh lùng chậm rãi ra lệnh tìm cô ấy. Ánh mắt của Đông Anh sáng lên, mỉm cười nói, dạ. Chương 29, đã tìm được cô ấy. Đông Anh mặc đồng phục màu đen, mang theo huy hiệu khách sạn, dẫn hai người thư ký bước nhanh ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, căn dặn thư ký hành tránh đứng ở ngoài cửa nói, tổng giám đốc có lệnh, khẩn cấp tìm cho được đường khả hình. Cô lập tức đem tài liệu liên quan đến cô ấy cho chúng tôi, thân phận chính xác nhất của cô ấy, còn có hoàn cảnh làm việc và bạn bè hàng ngày của cô ấy, đều phải tìm ngay. Dạ, thư ký hành tránh lập tức trở về đến phòng làm việc, tra tìm tài liệu. Cuộc tranh tài diễn ra càng lúc càng quyết liệt, đầu bếp trưởng khách sạn Á Châu, dẫn đầu bếp nhà hàng Pháp, đầu bếp nhà hàng Tây, đầu bếp nhà hàng Trung Quốc, không ngừng ra ra vào vào, đưa lên từng món thức ăn, nhân viên phục vụ cũng từng người nối đuôi, chậm rãi đưa lên các loại rượu đỏ quý. Hai mắt tưởng thiên lỗi đông lạnh nhìn tất cả chuyên gia pha rượu ưu tú phát huy tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhất, chỉ có Lauren trong suốt cả quá trình, ánh mắt chưa bao giờ buông lỏng, ông ta là một người đàn ông sáng lập ra huyền thoại, cho nên ông ta rất thích tìm ra nhân vật huyền thoại thực sự. Bên trong đại sảnh bữa tiệc, rối rít bận rộn, bên ngoài đại sảnh bữa tiệc, quản lý hành tránh càng không ngừng gọi điện thoại của đường Khả Hinh nhưng điện thoại luôn ở trong trạng thái tắt máy. Sau khi Đông Anh nhận được tài liệu của đường Khả Hinh, ngay lập tức phái vệ sĩ vội vàng đi ra đại sảnh club tự mình đi tìm người. Bệnh viện, nhã tuệ ngồi ở bên giường bệnh, sâu kín nhìn Khả Hinh nằm ở trên giường trắng tinh, má trái quấn băng gạc, hai mắt nhắm lại buồn bã, khóe mắt vẫn vương nước mắt, trong lòng của cô đau nhói. Nếu như lúc này Khả Hinh đi dự thi là một chuyện hạnh phúc giường nào, nỗ lực nhiều năm như vậy. Nhã tuệ không dám nghĩ thêm nữa, biết cô không ngủ liền nghẹn ngào nói an ủi, khả hinh, không cần lo nghĩ chuyện so tài, sau này có cơ hội chúng ta lại tham gia, được không? Đường khả hinh nằm ở trên giường, nhắm mắt, mọi thứ xung quanh đều đen tối, nhưng dường như thấy hình ảnh duy nhất có màu sắc, cha dẫn mình đi tới hầm rượu đỏ, chỉ vào từng chai rượu đỏ, ôn tồn chậm rãi giới thiệu, đây là xích hà châu, đây là phẩm lệ châu, đây là xà long châu để phân biệt được các loại rượu, thật ra rượu đỏ là bài tập đơn giản nhất, bởi vì người trưng cất rượu sẽ ở bất kỳ thời điểm nào trong điều kiện thuận lợi về gió sương, ánh sáng mặt trời, dùng nhiều loại giống nho, trưng cất với nhau, rượu đỏ sẽ tỏa ra mùi thơm khắp nơi, rượu đỏ là sự sáng tạo của người trưng cất rượu và cũng là sinh mệnh thứ hai tỏa sáng của quả nho. Phải biết rằng bản thân sinh mệnh không lặp lại, chúng ta đối mặt với rượu đỏ, sinh mệnh thứ hai, thì càng phải quý trọng sinh mạng tốt đẹp của mình. Khả hình, con phải nhớ cha lời nói, cho dù trong tương lai có bao khó khăn xảy ra, cũng phải quý trọng cơ hội trong tay có thể làm cho mình hạnh phúc. Không nên bỏ qua cơ hội mà số mạng cho con, bởi vì có lẽ đối với vài người, có thể cơ hội chỉ có một lần. Mất đi cũng sẽ không quay trở lại. Hai mắt Đường Khả Hinh đóng chặt đột nhiên run mạnh một cái, lông mi trào ra nước mắt buồn bã. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng Khả Hinh như vậy nóng lòng muốn an ủi, không ngờ vừa khéo điện thoại di động vang lên. Cô vội vã liếc mắt nhìn là điện thoại của đồng nghiệp liền đi ra ngoài, đoán chừng là nói đến cuộc thi. Nhớ ngày đó, Khả Hinh nộp đơn tham dự cuộc thi của khách sạn Á Châu, cô biết nội quy quy định của khách sạn rất nghiêm cũng tránh để người đàm tiếu cho nên che giấu thân phận bạn bè của mình và Đường Khả Hinh. Cô vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại, tiếp tục nói diễn biến cuộc thi của khách sạn. Đường Khả Hinh chậm rãi mở đôi mắt đẫm lệ, nghĩ tới lời nói của cha, nặng nề quay về thế giới của mình, lời nói thấm thía như vậy, hy vọng nhiều như vậy cô thở hổn hển ngồi thẳng người dậy rơi lệ liếc mắt nhìn giải băng cột vào trên người mình cô cắn răng dùng hết hơi sức xoay cổ tay muốn giấy dụa ra khỏi giải băng bất đắc dĩ bác sĩ vì sợ cô tự tổn thương nên buộc giải băng thật chặt nước mắt của cô lan xuống cả người đổ mồ hôi lạnh sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nhưng vẫn cắn chặt răng cố sức giật cổ tay đã sưng đỏ cho đến nổi chảy ra bầm tím rốt cuộc cởi bỏ được giải băng cô thở dốc một hơi cô đã tự do nước nở rơi lệ đôi tay run lẩy buông lỏng giải băng trên người, cố nén vết thương sau vai, vừa muốn bước chân trần xuống giường, ai ngờ thân thể chợt choáng váng, cả người té xuống, gương mặt bị thương đập trúng lên một góc mép giường, máu tươi tràn ra, một cơn đau thấu tim phổi làm cho cô ngã trên mặt đất, đau đến sắp hít thở không thông, cô cắn răng chịu đựng đau đớn, mặc cho máu tươi từ trên mặt chảy xuống, hai tay chống chặt mặt sàn cứng rắn, chuẩn bị muốn bỏ dậy, không ngờ lại ngất xỉu ngã xuống sàn nhã tuệ nghe được tiếng động liền vội vàng cúp điện thoại đi vào bên trong phòng bệnh nhìn thấy đường khả hinh ngã xuống đất trên mặt trên người tất cả đều là máu tươi cô khiếp sợ nhào tới thét to khả hinh đường khả hinh nắm chặt hai tay của người bạn thân chống đỡ thân thể muốn đứng lên khóc nói tôi muốn đi tham gia cuộc thi tôi nhất định muốn đi tham gia cuộc thi tôi không thể để cho cha thất vọng tôi không thể để cho ông ấy thất vọng tôi là hy vọng duy nhất trong cuộc đời ông ấy tôi muốn đi thi tôi muốn đi thi, nhã tuệ, giúp tôi đi. Nhã tuệ ôm lấy người bạn thân, khóc nói, dáng vẻ cô như thế này còn muốn đi thi sao? Cho dù cô đi thi, nhưng mặt của cô làm thế nào? Cô đừng như vậy, buông tha đi. Tôi không muốn, tôi không muốn buông tha. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên lắc đầu, đang kích động muốn chống lên thân thể run rẩy nhưng đột nhiên choáng váng té ngã. Nhã tuệ hoảng sợ ôm chặt bản thân, nhìn ra ngoài khàn giọng kêu to, bác sĩ. Mau tới đây, bệnh nhân ngã xuống, vỡ vết thương rồi. Bác sĩ và y tá mau chóng chạy vào, thấy tình huống này, kinh hãi lập tức nhào tới trước, trích thuốc giảm đau cho cô, rồi đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt cầm máu. Mau, chấm than ngoặc kép, bác sĩ ném ống nghe bệnh, tự mình ôm lấy khả hình đặt lên giường di động, cùng y tá nhanh chóng đẩy cô đi ra ngoài. Nhã Tuệ vừa đi theo ra ngoài, vừa đau lòng rơi lệ nhìn bản thân vẫn còn đang trên giường di động, gào khóc thê thảm cô căng thẳng vội vã nắm tay Khả Hinh, nói, Khả Hinh, cô phải kiên cường lên. Đừng nghĩ đến cuộc thi, nhất định sau này chúng ta sẽ có cơ hội một lần nữa. Nhất định sẽ có. Đường Khả Hinh lại cuốn rúc vào trên giường di động, mặc cho máu tươi chảy ra, nắm chặt tay của bản thân, cầu cứu khóc nói, nhã tuệ, cô hiểu tôi mà, tôi nhất định phải đi tham gia cuộc thi, dẫn tôi đi, tôi muốn đi tham gia cuộc thi. Tôi không thể để cho cha thất vọng, tôi cầu xin cô, nhã tuệ mang tôi đi thi, nhã tuệ, tôi cầu xin cô khả hinh, chấm ngoặc kép nhã tuệ đau lòng rơi lệ nhìn người bạn thân đang được đưa vào phòng cấp cứu vẫn vươn tay về phía mình ánh mắt lộ ra đau thương tuyệt vọng trong lòng của cô đau nhói ngồi xổm ở bên cửa phòng cấp cứu che mặt nước nở đại sảnh bữa tiệc cuộc tranh tài vẫn đang diễn ra mọi người nghỉ ngơi giữa buổi đông anh nhanh chóng đi tới bên cạnh tưởng thiên lối cúi người xuống nói đã tìm được cô ấy rồi Tưởng thiên lỗi mặt hơi nghiêng, chậm rãi hỏi, ở nơi nào? chương 30, hủy bỏ. Đông Anh nhỏ giọng nói với tưởng thiên lỗi, thì ra là đường khả Hinh và phó giám đốc nhã tuệ nhà hàng Tây chúng ta là bạn thân. Dạng sáng đêm qua, nghe nói cô ấy nói đường khả Hinh bị thương nằm viện nên chạy tới chăm sóc. Đây là người nhà của nhã tuệ nói, vừa rồi chúng tôi gọi điện thoại cho nhã tuệ, cô ấy cũng không nhận. Tưởng thiên lỗi nghe xong, lúc này mới nhớ tới sáng nay nhã tuệ gọi điện thoại cho mình, nghe giọng của cô rất gấp, ánh mắt anh lóe lên rồi chớp một cái, nhớ tới đêm qua, sau khi mình rời đi đường khả hình một mình đứng ở giữa đường tối tăm. Đông Anh đứng ở một bên, chờ đợi một lúc mới hơi nghi ngờ cúi người, nhắc nhở. "Chấm ngoặc kép, tổng giám đốc." Tưởng Thiên lỗi chớp mắt, lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi nặng nề hỏi, "Cô ấy bị thương như thế nào?" Đông Anh lại nói, "Tình huống cụ thể không rõ lắm, chỉ nghe người nhà của Nhã Tuệ nói." bị thương thật nghiêm trọng nhưng mà vì con gái vẫn không nhận điện thoại, cho nên không có cách để thông báo. Tưởng thiên lỗi suy nghĩ một lúc liền lạnh nhạt nói, nếu cũng bị thương nằm viện, khả năng tới đây dự thi không lớn, hủy bỏ tư cách thi của cô ấy đi. Đông Anh nhìn anh một cái, khẽ gật trả lời, vâng. Tổng giám đốc, cậu biết tình hình của cô gái kia sao? Lauren nhìn tưởng thiên lỗi, có chút quan tâm hỏi. Tưởng thiên lỗi mỉm cười nghiêng người, chậm rãi nói với Lauren, nghe nói hôm nay cô ấy bị thương nằm viện, tình trạng tương đối không lạc quan cho nên sẽ không tới. Ồ, thật đáng tiếc, Lauren thất vọng nói. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, tiếp tục xem cuộc tranh tài. Giường di động được nhẹ nhàng đẩy ra, đường khả hinh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhắm lại hai mắt, nằm ở trên giường, thoi thóp thở. Nhã tuệ lo lắng đứng lên, nhìn bộ dáng của bản thân trong lòng lại đau nhói, vội vàng nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô, lặng lẽ rơi lệ. Hai người y tá nhìn nhã tuệ tận tâm tận lực vì bạn bè như vậy nên có chút quan tâm hỏi, cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao không có thấy người nhà của cô ấy tới thăm cô ấy. Dù sao lúc yếu ớt nhất ai cũng rất mong người nhà. Nếu như có người nhà của cô ấy ở bên cạnh, có thể sẽ tốt hơn một chút, không đến nỗi quá xúc động. Nhã tuệ sướng sờ, sâu kín nhìn gương mặt tái nhợt của bản thân, chợt nhớ tới hôm nay là ngày 3 tháng 10, Vừa vặn là sinh nhật của cha Khả Hinh, cô đã từng hứa với cha mình sau cuộc thi phải đến nhà giam thăm ông. Nghĩ tới đây, cô suy nghĩ một chút rồi đi theo y tá đẩy Khả Hinh vào phòng bệnh. Hả, điện thoại di động của ai rơi trên sàn? Y tá nhìn điện thoại di động màu trắng trên sàn, kỳ quái hỏi. Lúc này nhã tuệ mới nhớ tới, vừa rồi nhào vào xem Khả Hinh thì điện thoại di động của mình rơi trên sàn, cô vội vã nhặt lên điện thoại di động, nhẹ nhàng xoa xoa lại phát hiện trên điện thoại di động có hai cuộc gọi nhỡ từ khách sạn, có thể giám đốc thúc giục mình về khách sạn đi làm, cô không nghĩ nhiều, liền gọi điện thoại về nhà để ba mẹ tới đây chăm sóc một chút, mình phải đi ra ngoài. Khả Hinh nằm yên trên giường bệnh, bởi vì thuốc mê chưa tan vẫn ngủ thật say, Nhã Tuệ nhìn thời gian không còn sớm nữa liền nói y tá giúp cô chăm sóc một chút, rồi nhanh chóng đi ra bệnh viện, lúc ở gần bệnh viện mua một cái bánh ngọt nho nhỏ sau đó lên taxi, đưa tiền nói, đến nhà giam Tây Hoa. Audio điện tử võ tấn bền chương 31 mang theo người yêu tới gặp chú Sau khi taxi ở trong thành phố chạy một lúc lâu Rốt cuộc lái vòng quanh đường núi đi phía trước Nhã tuệ quay mặt sang nhìn ngoài cửa xe trong suốt Tòa nhà nằm trên đỉnh đồi thật cao gần ngay trước mắt Hai tròng mắt của cô nóng lên Nước mắt chảy xuống Lại vội vàng lau sạch Vội vàng móc tiền trả cho tài xế taxi Rồi bước nhanh xuống xe Đi vào cửa chính nhà giam Sau khi ghi danh liền được hai cảnh sát dẫn mình đi qua một đầu hành lang dài u ám. Nhã tuệ có chút căng thẳng, dọc theo hành lang u ám đi về phía trước, nhìn vách sắt cứng rắn hai bên trái phải, nghĩ tới nơi này có bao nhiêu linh hồn phạm tội bị giam giữ ở bên trong. Sinh mạng không cách nào ra ngoài, giống như số mạng biến thành ma quỷ bấu chặt cổ họng của bọn họ, trong lòng của cô càng lúc càng có một cổ cảm giác hít thở không thông, giống như có thể nhìn thấy một đôi mắt âm trầm, đang lườm sinh linh thiện lương trên thế gian, nhã tuệ nắm chặt dây hộp bánh ngọt bước chân hơi đi nhanh theo cảnh sát đi tới trước một cửa sắt cảnh sát dùng mật mã mở ra cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng nhìn nhã tuệ sắc mặt nhã tuệ hơi nặng nề cầm bánh ngọt đi vào ngồi ở một cái ghế trước bàn gỗ đầu ngón tay có chút run rẩy đem bánh ngọt đặt ở trên bàn nhìn cánh cửa sắt một cái cánh cửa kia vẫn đóng thật chặt hai tròng mắt của cô vẫn không nhịn được đỏ bừng cánh cửa sắt này nhiều năm trước từng đóng lại toàn bộ cuộc sống của một người đàn ông lương thiện nhiều năm trước, trận cháy kia vẫn còn ở trong lòng của mỗi người, khi đó, toàn bộ xung quanh tràn đầy tiếng khóc thét, tiếng kêu thảm thiết, còn có người cha đáng thương của Khả Hinh, vì người nhà, chịu đựng tất cả thảm cảnh mà đẩy mọi người ra khỏi đám cháy. Khi đó Khả Hinh còn nhỏ tuổi, biết cha sắp bị bắt, khóc quỳ gối trước mặt chú cảnh sát, lôi kéo chú tay rơi lệ cầu xin, không phải cha của cháu làm. Thật không phải cha của cháu làm, chú, cháu cầu xin các người, thả cha cháu. Cháu cầu xin các người cha cháu là đầu bếp ưu tú nhất trên đời ông ấy không biết làm chuyện như vậy nhất định sẽ không cháu cầu xin các người thả cha của cháu cháu cầu xin các người cháu dập đầu xin các người cháu dập đầu xin các người cô bé khả hình khóc lóc nói hết lời lập tức hai tay trống trên mặt đất càng không ngừng đầu đập đầu xuống đất vừa khóc vừa dập đầu xin các chú cảnh sát xin mọi người chuyện cũ rõ mồn một trước mắt tất cả hình ảnh cũng đau thấu tim phổi nhã tuệ đang đắm chìm trong trí nhớ đau lòng rơi lệ lại nghe được đối diện cửa vang lên bang một tiếng chuyển đến một loạt tiếng bước chân đường văn trí chấm than ngoặc kép một cánh cửa khác mở ra hai người cảnh sát đi vào nhìn về phía ngoài cửa la hét nhã tuệ lập tức căng thẳng ngẩng đầu nhìn suốt cuộc nghe được một loạt bước chân mềm nhũn không còn hơi sức chậm rãi chuyển đến kéo theo một bóng dáng nhàn nhạt, nhạt một ông già hiền lành mặc quần áo phạm nhân màu xám nhạt mang giày vải đã rách nát, thân hình còng xuống, gương mặt tiêu tụy, hai mắt tang thương vội vàng lộ ra một chút nụ cười, xuất hiện tại cạnh cửa, hai tay bị xích sắt khóa lại, lơ lửng ở giữa không trung, đi đến hy vọng nhìn ngó, lại nhìn thấy Nhã Tuệ đứng ở bên trong phòng thăm tù, ông sững sờ, trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Mới miễn cưỡng cười nói, Nhã Tuệ. Chú, Nhã Tuệ lập tức đứng lên nhìn về phía đường văn trí, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, gọi nhỏ cháu tới thăm chú. Hôm nay là sinh nhật của chú, chúc chú sinh nhật vui vẻ. Ai, cảm ơn cháu, khó được cháu có lòng tới một chuyến. Đường Văn Chí vội vàng nở nụ cười, đạp bước chân mềm nhũn không còn hơi sức, ngồi ở trước mặt Nhã Tuệ, hai tay đầy sẹo nhẹ chống mặt bàn, có chút lo lắng nhìn cô hỏi, "Khả Hinh, tại sao hôm nay không tới? Có phải đi tham gia cuộc thi hay không? Tình huống như thế nào? Con bé được chọn chứ?" Nhã Tuệ nhìn hai mắt già nua của Đường Văn Chí, lộ ra ánh sáng mong đợi, nếp nhăn khổ sầu trên mặt làm cho ông ta thoạt nhìn già nua hơn sau so lần trước. Ánh mắt cô không khỏi đỏ lên, nhưng vội cười nói cô ấy đang tham gia cuộc thi, bởi vì thời gian quá gấp, cho nên không thể tới. Nhờ cháu mua cho chú một ổ bánh ngọt. Đường Văn chí nghe xong, giống như thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui vẻ nói: chú biết ngay con bé này sẽ cố gắng. Có thể thi đậu chuyên gia pha rượu là mơ ước của nó a. À sinh nhật của chú không phải chuyện quan trọng, bảo nó đừng nghĩ tới. Sau khi thi xong nghỉ ngơi mấy ngày, tới nói cho chú nghe tin tức tốt. Chú có lòng tin với con bé, từ nhỏ nó đã là một đứa bé rất nỗ lực. Nhã tuệ nghe ông nói như vậy, trong lòng không khỏi chua xót, nước mắt không nhịn được muốn rơi xuống, cô vội vã hít mũi một cái nuốt nước mắt trở về mới miễn cưỡng cười nói, chú yên tâm. Nhất định khả hình sẽ cố gắng nỗ lực để thi, chú, trên đầu chú lại thêm mấy sợi tóc trắng rồi. Ở trong tù có tốt không? Đường văn trí chậm rãi cười một tiếng, nói tốt. Sống rất tốt, bảo khả hình đừng lo, gần đây thức ăn nhà giam tốt hơn, chú ở nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi, bình thường không có việc gì thì nhận vá một chút quần áo, mở đất hoang, cuộc sống cũng không tệ, nhưng đôi mắt có chút không tốt lắm. Ở trong tù chú có một người bạn cũng diễu cợt nói sau này con gái mang con rể đến thăm chú, chú nhìn cũng không biết, Nhã Tuệ nghe lời này, nhớ tới khả hinh bị hủy nửa bên mặt, cô nghẹn ngào vội vã nói, "Khả hinh xinh đẹp đáng yêu như vậy vẫn luôn có rất nhiều người thích, tương lai nhất định sẽ có một người yêu thương khả hinh, chăm sóc cho khả hinh. Đến lúc đó, nhất định cô ấy sẽ mang theo người yêu tới gặp chú, kính trọng chú, hiếu thuận với chú." Đường Văn Chí gật đầu một cái, hai mắt già nua rũ xuống, biết có lẽ mình không đợi được ngày này liền ngẩng đầu lên, có lỗi nhìn Nhã Tuệ nói, "Nhã Tuệ a, chú vô dụng." Đời này chỉ có thể ở trong nhà giam, một người làm cha như chú đây không thể chăm sóc tốt cho con gái, để cho con bé bị rất nhiều khổ sở. Đường Văn Chí đột nhiên nghẹn ngào nơi cổ họng, vội vàng cúi đầu, lau nhẹ nước mắt trên gương mặt thương tang, có chút nghẹn ngào nói cháu. Xem như làm giúp chú một chuyện, chăm sóc cho khả hình nhiều một chút, kiếp sau chú làm trâu làm ngựa cũng đền đáp cả nhà cháu. Đứa bé này có lúc không biết chăm sóc mình, luôn quên ăn cơm, đặc biệt sợ ở một mình cháu có thời gian trò chuyện với nó nhiều một chút, không đến nỗi để cho nó cảm giác mình là một đứa bé cô đơn không cha không mẹ. Nước mắt nhã tuệ lăn xuống, vội vàng cúi đầu, nghẹn ngào nói chú, chú đừng nói như vậy, nếu không nhờ có chú, cả nhà cháu đã chết đói từ mười mấy năm trước. Chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Đường văn Chí nghe lời này yên lòng cười một tiếng, gật đầu một cái, hai mắt già nua nhìn về phía xa xa, giống như nhìn thấy được nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp của con gái, nói hy vọng Khả Hinh có thể thuận lợi vượt qua cuộc thi. Chấm ngoặc kép, chương 32, yêu bản thân mình. Nhã tuệ thăm chú đường xong, sách theo túi sách, mệt mỏi không còn hơi sức đi vào cửa bệnh viện, đi qua một đoạn bên đài phun nước dưới ánh mặt trời, nhất thời trên mặt xét qua tia nắng nhẹ nhàng ấm áp, cô dừng bước lại, vươn tay soi ánh mặt trời. Nhìn lòng bàn tay trong suốt nổi lên màu hồng sáng bóng, nhớ tới khả hình đứng ở dưới ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hai mắt trong suốt, còn có nụ cười dịu dàng ngọt ngào, lòng của cô lại đau nhói. Lúc nãy cô gái bị hủy khuôn mặt tới bệnh viên chúng ta ở trong phòng bệnh cắt cổ tay tự sát rồi, thật đáng thương, có một nữ y tá cùng đồng nghiệp lúc đi ra ngoài, thấp giọng kể. Không phải chứ, bị thương nặng thế nào, sao lại tự sát, đồng nghiệp kinh ngạc kêu lên. Má trái bị phá hủy. Nhã tuệ nghe lời này, trong lòng hoảng hốt, nắm chặt dây túi sách nhào tới khu nội trú, chạy qua hành lang thật dài, thở hổn hển gấp gáp dừng ở trước cửa phòng bệnh, quả thật nhìn thấy cả phòng bệnh đã bị bác sĩ, y tá đang chen lấn, bên trong càng không ngừng truyền đến kêu gào của Khả Hinh, ba mẹ của mình đang hết sức giữ chặt Khả Hinh, cô nằm ở trên giường bệnh khổ sở dẫy ruộng, cổ tay trái bị cắt đang nhỏ máu tươi, cô khóc thét thê lương, khàn giọng kêu gào, để cho tôi chết đi. Để cho tôi chết đi, mặt của tôi như thế này, để cho tôi chết đi, tôi không được thi, mặt của tôi không có cuộc đời của tôi cũng xong rồi tôi không sống nổi để cho tôi chết đi chấm than ngoặc kép nhã tuệ vừa khóc vừa xông tới cũng đã thấy khả hình đẩy ra cha mẹ của mình muốn xông tới vách tường bác sĩ và y tá lập tức ngăn ở bên tường đón được thân thể của cô lại muốn tiêm cho cô thuốc an thần nhưng nhã tuệ đột nhiên tức giận vạch đám người thậm chí đẩy bác sĩ từ trong túi sách của mình lấy ra một cây dao nhỏ ném xuống đất khóc nói cô chết đi bây giờ cô chết đi Tất cả mọi người đừng ngăn cô ấy, một người nếu không muốn sống, vậy hãy để cho cô ấy chết đi. Các người ngăn cản được sao? Hôm nay cô ấy không chết được, ngày mai cô ấy cũng sẽ đi chết. Cả phòng bệnh bác sĩ và y tá đột nhiên dừng lại, sâu kín nhìn Khả Hinh. Nhã Tuệ, con làm gì vậy? Cha mẹ cô nóng lòng kêu lên. Nhã Tuệ nhìn đường Khả Hinh nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, máu tươi trên tay vẫn không ngừng chảy ra nhưng không chú ý, cuộn tròn thân thể Hai chân trần trụi, mặt dán mặt tường tiếp tục khóc giống. Suốt cuộc Nhã Tuệ cũng không nhịn được khổ sở, bật khóc nói to, tôi vừa mới đi thăm cha của cô. Ông ấy còn đang chờ tin tức tốt của cô, cho nên bây giờ tốt nhất cô chết đi, như vậy cô cũng không chịu đựng thất vọng và khổ sở của cha cô, cũng không chịu đựng ông ấy khổ sở cả đời ở trong tù. Cô chết đi, máu trong tay cô sắp chảy khô, đi chết đi, tôi lại cũng không chịu nổi nữa hai ngày nay tôi chịu đựng sợ hãi còn nhiều hơn cả đời tốt nhất bây giờ cô chết ngay đi chúng tôi cũng không cần chăm sóc cô tôi cũng mệt mỏi rồi đường khả hình nhớ tới cha nước mắt không ngừng được chảy xuống tay vịn ở trên mặt tường màu trắng máu nhiễm đỏ cả mặt tường nhã tuệ vẫn kích động nói với đường khả hình gương mặt bị phá hủy có gì đặc biệt hơn người thân thể cô không quan trọng sao thân thể do cha mẹ sinh ra cô có thể sống đã không được dễ dàng cô còn muốn chết nếu mặt của cô bị phá hủy, chúng ta không thể thay đổi cuộc sống khác sao? Nếu không có ai yêu mình, chúng ta yêu bản thân mình được không? Chúng ta yêu bản thân mình được không? Trong phòng bệnh, bác sĩ và y tá nghe những lời này hốc mắt cũng không nhịn được đỏ thắm. Cha mẹ của Nhã Tuệ càng thêm đau lòng rơi lệ. Đường Khả hình vẫn khổ sở nước nở, nước mắt và máu cùng nhau dọc theo khuôn mặt lăn xuống. chương 33, biến mất. Nhã tuệ đột nhiên không còn hơi sức quỷ gối trước mặt của đường Khả Hinh, kìm lòng không được nữa bật khóc nói, Khả Hinh. Hôm nay tôi đi thăm cha của cô, tôi thật sự rất sợ rất đau lòng, tôi không có dũng khí nói cho ông ấy biết mọi chuyện cô gặp phải. Sau này tôi cũng không có dũng khí nói cho ông ấy biết, con gái của ông đã chết. Mặc dù hiện tại tôi đang ở trước mặt của cô nhưng trong lòng của tôi là ánh mắt của cha cô, cô đơn như vậy, hy vọng như vậy, mong đợi như vậy. Nếu cô thật yêu thương cha mẹ của mình, vì bọn họ, cô phải sống thật tốt. Phải sống thật tốt, tôi cầu xin cô, tôi không muốn nhìn gương mặt đau lòng của chú, ông ấy chẳng khác nào như người cha thứ hai của tôi. Đường khả hình nằm trên mặt đất, nhớ tới hình ảnh cô đơn của cha ở trong tù, cô đột nhiên kích động khóc lên, cha. Con xin lỗi cha, con xin lỗi cha. Nhã tuệ cũng rơi lệ ôm chặt người bản thân, cùng với cô khóc giống lên, vừa khóc vừa nói, khó khăn cũng đã qua, bước tới một bước nữa thôi. Khả hình, bước tới một bước nữa thôi đường khả hình vẫn khổ sở mệt mỏi khóc thúc thiết nhưng không nói ra lời khổ sở tuyệt vọng khóc lóc theo thời gian rồi cũng sẽ qua đi cho dù cô không muốn đối mặt sự thật nhưng vẫn phải đối mặt mặc dù khả hình còn sống nhưng mỗi ngày như xác chết nằm ở trên giường bệnh hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm người lui tới phòng bệnh thỉnh thoảng rơi lệ thỉnh thoảng hoảng sợ dần dần một cô gái nhỏ đã từng hồn nhiên ngây thơ hoạt bát đáng yêu bắt đầu trở nên sợ hãi trở nên im lặng khả hinh chấm ngoặc kép nhã tuệ đau lòng nhìn bộ dáng bản thân như vậy vừa mới muốn mở miệng khuyên nhủ cô nhưng cha mẹ khẽ thở dài đi tới nói mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải cần một ít thời gian mới có thể bình tĩnh lại trước kia anh đường đi ngồi tù không phải khả hinh cũng khóc thật lâu sao để cho con bé yên lặng một chút đi không nên ép buộc nó quá chặt nhã tuệ nghe vậy chỉ sâu kín nhìn khả hinh đường khả hinh không lên tiếng thật bình tĩnh hai mắt nhắm lại, nước mắt lăn xuống giống như phút chốc sẽ từ giả cuộc sống, từ giả sinh mạng. Một tháng sau, đảo mắt đã vào mùa đông rồi, thời tiết dần dần trở lạnh, gió lạnh thấu xương từ mỗi một góc bay vào trong cửa sổ, lạnh lẽo làm người trên giường bệnh tỉnh lại. Cô lại không thấy rét lạnh nhưng thân thể lạnh lẽo nằm ở trên giường, biết băng gạc trắng dán trên má trái của mình đã mở ra đêm qua, cô không hề tò mò với gương mặt của mình nữa, giống như đây chỉ là gương mặt xa lạ. Cô không lưu luyến nữa, cũng sẽ không hy vọng, giống như người chết nằm ở trên giường. Nhưng ngoài cửa truyền đến tiếng động nhỏ, đó là giọng nói của bác sĩ. Nặng nề nói, đã một tháng rồi, vết thương trên mặt bệnh nhân đã khép lại rồi, chỉ là sau này phải tránh kích động. Bởi vì bây giờ phần da tổn thương vẫn còn rất mỏng, dễ dàng bị tổn thương, bình thường cũng cố gắng không ăn thức ăn cay. Nhã tuệ nghẹn ngào nước nở nói, bác sĩ, chẳng lẽ thật sự không thể làm phẫu thuật gấy ra sao? Mặc kệ tốn hao nhiều tiền đi nữa, cho dù tán ra bại sản, chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha Khả Hinh. Tôi cầu xin anh, cứu cô ấy. Tôi quỳ xuống cầu xin anh. Khả Hinh nằm ở trên giường, sâu kín mở ra hai mắt, trong hốc mắt tràn ra nước mắt. Bác sĩ vội vàng đỡ nhã tuệ nói cô đừng như vậy. Cô không hiểu rõ chuyện phẫu thuật cấy da, mặc dù cấy da có thể cải thiện da mặt nhưng không khôi phục được khuôn mặt cũ, huống chi, cho dù muốn làm cũng phải chờ tới 2-3 năm sau. Xem xét trạng thái của da mới có thể quyết định có thể làm hay không. Tôi xem tình trạng của bệnh nhân này, thật sự cảm giác không nên lạc quan. Phiền toái nhất là làn da của cô ấy thuộc loại rất nhạy cảm, rất dễ dàng sinh ra di chứng đáng sợ. Cho nên, tạm thời mọi người không cần thiết lãng phí tiền bạc và thời gian ở bệnh viện, bệnh viện chúng tôi thương cảm hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cũng như bệnh trạng đặc biệt của bệnh nhân cho nên giảm 10% viện phí cho gia đình. Nên xuất viện thôi. Bác sĩ chấm ngoặc kép nhã tuệ rơi lệ nhìn bác sĩ xuất viện đi sau này sắp xếp cuộc sống cho cô ấy kỹ một chút hủy đi gương mặt quả thật là chuyện rất tàn nhẫn chăm sóc cho cô ấy thật tốt một tháng nay gia đình cũng cực khổ lãng phí không ít tiền bạc trị bệnh cho cô ấy vết thương sau vai và khớp xương trên ngón tay khép lại cũng khá tốt nhưng phải chú ý sau này không nên nhắc vật nặng để tránh cho cơ thể bị tổn thương không biết là người nào nhẫn tâm như vậy quá tàn nhẫn bác sĩ lắc đầu một cái, khẽ thở dài, rời đi. Nhã tuệ rơi lệ, nhìn bác sĩ đi xa, bất đắc sĩ thở dài, nhưng vẫn cúi đầu, lau nhẹ nước mắt, xoay người khẽ kéo cửa phòng bệnh chuẩn bị đi vào nhưng sững sờ, nhìn thấy trên giường bệnh trống trơn, chăn giường xốc xếch chồng lên cùng nhau, cửa sổ đã mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào. chương 34, Tô Thủy Kỳ Phố xá sầm uất dưới ánh mặt trời rực rỡ, khắp nơi xe của ồn ào, trên đường người đến người đi, trên nét mặt của bọn họ hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, chỉ là qua lại vội vã. Sắc mặt đường khả hình tái nhợt, mặc quần áo bệnh nhân trắng tinh, đôi tay cắm túi áo trên, mang dép, ngã nghiêng trái phải, mờ mịt ngỡ ngàng đi trên đường, thỉnh thoảng bị người đi đường va vào bả vai một phát, cô vội vã cúi đầu, để cho mái tóc dài dơ giấy bẩn thiểu tre ở má trái của mình, hai mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, ngân ngấn nước mắt. Mẹ, người chị này làm sao vậy? Có một cô bé ngây thơ mắt to nhìn chằm chằm, chỉ vào mặt của đường khả hình, ngạc nhiên hỏi mẹ ở bên cạnh. Đi mau, có thể là người điên, người mẹ lôi kéo tay của con gái, vội nhìn khả hình thần chí có chút thất thường liền nhanh chóng bước đi. Lúc này đường khả hình run rẩy ngẩng đầu, cẩn thận nhìn theo người mẹ dắt tay của con gái đi phía xa, nước mắt của cô lăn xuống, nghẹn ngào gọi nhỏ, mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ, con rất nhớ mẹ. Cô vừa mới dứt lời, Đột nhiên sợ nhìn đám người lui tới bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, tâm trạng của cô không khỏi khủng hoảng, sợ hãi, từng bước thối lui đến trước cửa hàng tạo mẫu cao cấp nào đó, ngồi xổm xuống, cả người run rẩy nhìn đám người xung quanh, không biết làm sao, giống như toàn bộ thế giới đều ghét bỏ mình, khinh bỉ mình. Một chiếc Land Rover sấp màu đen dừng sát ở trước cửa hàng. Bên trong xe đi xuống một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây màu đen giản dị vóc người giống như người mẫu trong tay cầm hộp điều khiển từ xa hướng về phía xe hơi lười biếng nhấn một cái bên trong xe sáng lên âm thanh hệ thống báo động mới xoay người chuẩn bị muốn đi vào cửa hàng tạo mẫu cao cấp nhưng chợt dừng bước đứng ở dưới tảng cây đa có chút ngạc nhiên nhìn cô gái đáng thương ngồi xổm ở trước tiệm cả người quần áo bệnh nhân màu trắng ánh mắt như vô cùng hoảng sợ chớp mắt nhìn xung quanh chỉ sợ người khác thương tổn mình anh bình tĩnh nhìn cô một lát mới chậm rãi đi đến trước mặt của cô gái kia Cúi đầu, gọi nhỏ, "Hi." Đường Khả Hinh giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai như người mẫu ở trước mặt, ánh mắt như tia nắng mặt trời, ẩn chứa thông minh, bình thản, thong dong. Cô lập tức lùi người về phía sau co lại, hoảng sợ nhìn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng hoảng sợ của Đường Khả Hinh, mặc dù tò mò nhưng vẫn mỉm cười hỏi cô, "Cô ngồi ở cửa tiệm của tôi làm gì?" "À," Đường Khả Hinh lập tức quay đầu mới phát hiện thì ra sau lưng là một cửa hàng tạo mẫu cao cấp, cô hoảng sợ lưng dán vào cửa kính, cúi đầu không dám lên tiếng, theo bản năng mái tóc dơ giấy bẩn thiểu dài đến eo che kín má trái của mình. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng của cô liền thở dốc một hơi, tay nhấn hộp điều khiển từ xa một cái, hai cánh cửa kính sau lưng đường khả hình đột nhiên mở ra. Đường khả hình giật mình, đột nhiên hoảng sợ đứng lên, căng thẳng đứng ở bên cạnh cửa hàng, ánh mắt có chút hoảng sợ nhưng tò mò muốn nhìn vào bên trong, liền thấy trong cửa hàng trang trí sang trọng và phong cách, trang phục tuyệt đẹp, treo đầy ở trong tủ kính thủy tinh, phòng trang điểm tinh xảo theo phong cách châu Âu, mộng ảo giống như cung điện công chúa trong truyện cổ tích, còn có đồ trang sức đắt tiền và còn bố trí khu vực cắt tóc, bày ra quang cảnh vô cùng xinh đẹp. Đường khả hình hoảng sợ xê dịch vị trí cho đến thối lui đến bức tường kính, đôi tay nhẹ chống đỡ trước cửa kính, cả người vẫn hoảng sợ run rẩy. Tô Thủy Kỳ ôm hai vai, dường như rất kiên nhẫn nhìn cô, Đường Khả Hinh vẫn không lên tiếng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Tô Thủy Kỳ một cái, lại vội vàng cúi đầu chỉ sợ người khác nhìn ra má trái của cô không trọn vẹn. Tô Thủy Kỳ nhìn cô như vậy, bình tĩnh chớp mắt, cuối cùng làm ra một quyết định, nói, vào đi. Tôi dọn dẹp cho cô một chút, mặc đồ này ở trên đường thật sự hù chết người ta. Không, chấm ngoặc kép, đường khả hình hoảng sợ lui về phía sau một bước nói tôi. Tôi không có, không có tiền, chấm ngoặc kép, chương 35, xinh đẹp cả đời. Tô Thủy Kỳ nghe xong, nhìn bộ dáng cô sợ hãi như vậy, trên nét mặt hiện lên nụ cười như không cười, đưa mắt nhìn thật lâu mới chậm rãi nói tôi không thu tiền cô. Nhưng cô, nếu cô không muốn, không cần đứng ở cửa tiệm của tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng hình tượng trong tiệm của tôi. Khả hình hoảng sợ trước mắt, vội vàng xin lỗi nói vâng. Vâng, thật xin lỗi, tôi, tôi không cẩn thận đi tới tiệm của anh rồi. Thật xin lỗi tôi lập tức đi. Cô nói xong, ngay lập tức có chút căng thẳng xoay người, đầu ngón tay run rẩy khẽ vuốt má trái, thở dốc gian nan đi về phía trước. Tô Thủy Kỳ đứng ở trước cửa hàng, nhìn bóng lưng cô còng xuống giống như bà già mấy chục tuổi, liền lạnh nhạt nói, không có người nào có thể xinh đẹp cả đời, không trọn vẹn cũng không phải là tội lỗi, không cần thiết đi khom người như vậy. Khả Hinh dừng lại nhìn cây đa tỏa bóng xanh phía trước, hai mắt không nhịn được đỏ lên. Tô Thủy Kỳ nhìn bóng lưng cô dừng lại mới nói, "Vào đi." Khả hình chậm rãi xoay người nhìn người đàn ông kia đã đi vào trong tiệm, lòng của cô không khỏi chùn bước, đứng ở trong gió rét lạnh, cảm giác cả người lạnh cứng run rẩy. Tô Thủy Kỳ đi vào trong tiệm, im lặng đi tới phía sau chỗ ngồi cắt tóc, mở toàn bộ ánh đèn trong cửa tiệm sáng lên, ánh sáng thủy tinh nhu hòa, ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa chiếu vào, càng thêm ấm áp giữa ngày đông, anh nhìn xung quanh trong cửa tiệm, một mình đi vào phòng nghỉ ngơi bỏ qua trình tự pha cà phê mà trực tiếp cầm lên một gói cà phê hòa tan vào trong chén sứ trắng của mình, nhấn nước. Anh vô cùng bình tĩnh nhìn coffee tan nhanh ở trong nước nóng bỏng bay lên mùi thơm, suy ngẫm một chút mới cầm cà phê đi ra phòng nghỉ ngơi, cặp mắt không khỏi nhìn về phía cửa tiệm đã mở ra, quét nhìn trước cửa tiệm, chỉ có mấy người khách lui tới, còn có tia nắng mặt trời chiếu dọi đến cây đa tỏa bóng xanh. Anh hai mắt hơi chấp động, cầm cà phê nóng, đi qua đại sảnh xa hoa, đi tới trước cửa hàng, Tựa bên cửa kính, hết sức nhàn nhã tay nâng cà phê, cúi đầu thổi nhẹ hơi vào trong chén nóng bỏng, hớp một ngụm nhỏ cà phê thơm lừng, nhấc mí mắt, nhìn về phía đầu đường bên kia. Khả Hinh vẫn một mình cô đơn, điềm đạm đáng yêu đứng ở giữa trời gió lạnh, có chút lo lắng và co rúm lại, níu lấy một góc áo bệnh nhân trắng tinh của mình, nhìn anh, mắt to linh động vẫn lộ ra nước mắt run rẩy. Trên mặt Tô Thủy Kỳ hơi mỉm cười, tiếp tục uống cà phê, để cho mùi thơm lan nhẹ khắp cổ họng nhẹ nhàng nuốt xuống, lại ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh vẫn có chút sợ hãi nhìn anh, rồi lại không tự chủ nhìn anh. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ ngắn ngủn mấy bước, không gian giữa bọn họ là tiên nắng mặt trời chiếu xuống, còn có gió lạnh thổi qua. Tô Thủy Kỳ nhìn Khả Hinh, mỉm cười chậm rãi nói, vào đi. Đường Khả Hinh vẫn có chút đề phòng nhìn anh một cái liền cúi đầu, vẫn không lên tiếng, muốn xoay người một cái, không ngờ chân đạp vào một cục đá nhỏ làm cô giật mình trao đảo thân thể, thở khẽ nhẹ nhìn cục đá nhỏ trên đất. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng cô như vậy, nói, vào đi. Sửa sang lại một chút, tôi luôn không từ chối người khách đầu tiên đi tới tiệm của tôi. Đường Khả hình có chút giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ không nói gì, cầm cà phê xoay người đi vào trong tiệm. Audio điện tử võ tấn bền. chương 36, nằm xuống. Tô Thủy Kỳ một mình tao nhã ngồi trên ghế salon màu trắng ở bên trong tiệp, giống như dỗi danh uống cà phê, vừa uống vừa nghiêng đầu nhìn thấy nơi cửa tiệp, chậm rãi kéo qua một cái bóng nhàn nhạt, nhạt, hai mắt anh xẹt qua nụ cười, đặt chén cà phê xuống, tay nhẹ chống thành ghế salon, xoay người nhìn đường khả hình có chút căng thẳng đã đứng bên cửa tiệp, đôi tay sợ hãi kéo đồng phục bệnh nhân của mình, kéo muốn nhào nát. Anh hết sức tự nhiên nhìn gò má xinh đẹp của cô gái này, chậm rãi cười nói đi vào đây. Đường Khả Hinh lo lắng liếc nhìn vào trong, lập tức liếc Tô Thủy Kỳ hết sức đẹp trai tao nhã ngồi ở trên ghế salon, hai mắt mỉm cười nhìn mình, cô giật mình, có chút hoảng sợ tựa vào cạnh cửa, run rẩy nhưng không dám đi vào. Hai mắt Tô Thủy Kỳ hiện lên dịu dàng vui vẻ, lạnh nhạt nói, vào đi, tôi mời cô uống cà phê. Đường Khả Hinh trợn to cặp mắt, liếc nhìn một chén sứ màu trắng trước bàn thủy tinh, do so dự một lát, lại liếc mắt nhìn người đi hai bên đường trước cửa tiệm đang tò mò nhìn cô, cô có chút sợ hãi chân trần bước vào mặt sàn đá bóng loáng, nhất thời lòng bàn chân có cảm giác ấm áp mới phát hiện, gian phòng này đã mở máy sưởi thật sự rất ấm áp, lòng của cô không khỏi buông lòng. Tô Thủy Kỳ đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt cô, vóc người cao gần 1m9, đè lên bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt. Đường khả hình lập tức dán lưng trước cửa kính, có chút căng thẳng cúi thấp đầu. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng cô như vậy, đột nhiên cười một tiếng. Đường Khả Hinh nghe cười không khỏi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn người đàn ông kia, xúc ánh mắt dịu dàng hơi sắc bén của anh, lập tức cúi thấp hơn, có chút không biết làm sao. Tô Thủy Kỳ không nói nhảm, chỉ xoay người nói, "Đi theo tôi." Đường Khả Hinh chớp mắt nhưng vẫn cảm thấy trước mặt người đàn ông có một loại ma lực làm cho người tin phục một cách khó hiểu, để cho mình không tự chủ theo phía sau anh, đi qua đại sảnh xa hoa, nhìn tất cả xung quanh, đột nhiên có chút tò mò thân phận của người đàn ông này ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cao lớn của anh đột nhiên ngửi được mùi nước hoa đàn ông rất dễ chịu từ áo sơ mi trên người anh tô thủy kỳ dẫn cô đi tới khu gội đầu lại nghe được trên lầu có tiếng động vang lên khả hinh căng thẳng ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc đồng phục màu trắng của tiệm vừa ngáp vừa đi xuống nhìn thấy ông chủ và một người xa lạ kỳ quái cô giật mình gọi ông chủ đường khả hinh hoảng sợ cặp mắt nhanh chóng chấp chấp có chút kích động muốn xoay người đi ra ngoài nhân viên trong tiệm của tôi tô thủy kỳ chỉ nhàn nhạt giải thích liền nhìn nhân viên mỉm cười nói đi làm sớm vậy anh cũng tới sớm như vậy cô gái cũng có chút kinh ngạc nhìn ông chủ chưa tới 8 giờ a tô thủy kỳ không lên tiếng chỉ hơi xoay người nhìn đường khả hinh một cái mới nói cô đến vừa đúng lúc gội đầu cho người khách này nói nhà tạo mẫu tóc xuống đây sửa sang cho cô ấy một chút ồ nhân viên có chút ngạc nhiên đi xuống lầu vừa đi xuống vừa nhìn Đường Khả Hinh, cảm thấy cô có chút cổ quái. Đường Khả Hinh hoảng sợ, thân thể lập tức thối lui đến một góc, theo bản năng từ chối người xa lạ. Tô Thủy Kỳ xoay người, bình tĩnh nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh như vậy, mắt hơi rũ xuống suy nghĩ một chút rồi nói, "Cô đi chuẩn bị một ly sữa nóng và một ít điểm tâm." Nhân viên nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới ồ một tiếng, không dám lên tiếng, lập tức đi ra ngoài tiệm. Tô Thủy Kỳ tự mình đến trước mặt Đường Khả Hinh, nắm cánh tay nhỏ gầy của cô, kéo cô đi lên bậc thang, đi tới ghế dựa màu đen ở khu gội đầu, nói, nằm xuống. Chấm ngoặc kép, chương 37, lên lầu. Ách, à, Khả Hinh có chút không biết làm sao nhìn anh một cái. Tô Thủy Kỳ có chút bất đắc dĩ mỉm cười nhìn cô nói, tôi nói rồi. Cô là khách, nằm xuống đi. Không, theo bản năng đường Khả Hinh cúi đầu để sợi tóc che má trái của mình. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, nhẹ nắm cánh tay của cô, hơi dùng sức để cho cô ngồi ở trên ghế dựa sau đó đôi tay nhẹ nắm hai vai của cô để cho cô nằm xuống không hai mắt đường khả hình lập tức đỏ bừng muốn từ chối tô thủy kỳ mỉm cười nhìn đường khả hình nói có phải cô làm chuyện gì cũng cần lý do hay không đường khả hình có chút không hiểu anh nói gì liền ngẩng đầu nhìn anh tô thủy kỳ nhìn khả hình giải thích nói khách đi vào nơi này muốn xinh đẹp thì luôn có một đống lý do nhưng chúng tôi không nghe lý do của các cô bởi vì chúng tôi có tiêu chuẩn của chúng tôi. Hai tròng mắt đường khả Hinh nổi lên hơi nước nhìn anh. Nằm xuống, Tô Thủy Kỳ không giải thích nữa, đôi tay nhẹ nắm bả vai của cô để cho cô nằm xuống, sau đó thẳng người lên, giơ cánh tay nhẹ cuốn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc, dây đồng hồ Omega màu đen, tôn lên màu ra cánh tay trắng tinh đầy nam tính của anh, mặt đồng hồ bạch kim lóe ra ánh sáng lấp lánh, anh lặng lẽ đưa ra ngón tay thon dài mềm mại, để xuống trước gò má của khả Hinh. Nhẹ nâng sợi tóc trước mặt cô, gò má trái đáng sợ lập tức hiện tại trước mắt, khả hinh hoảng sợ khẽ che má trái, lồng ngực bắt đầu lo sợ phập phồng không ngừng. Dường như Tô Thủy Kỳ không nhìn thấy, kéo tóc dài đến eo, đẩy vào bồn rửa tay, kéo tới cái băng ngồi màu đen, sau khi ngồi ở ghế, xả nhẹ nước ấm, xương mù chậm rãi bay lên. Điểm tâm đã đến rồi, cô gái tay cầm sữa nóng và điểm tâm đi tới, nhìn thấy ông chủ đang ở trong khu gọi đầu chuẩn bị gội đầu cho người. Cô giật mình ngây người. Để đó, chuẩn bị mở tiệm đi. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, cầm lên vòi phun, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên trán Khả Hinh để cho nước ấm dọc theo sợi tóc chậm rãi chảy xuống. Đường Khả Hinh vẫn căng thẳng trợn to hai mắt, nhìn hoa văn trang trí trên trần nhà, lại cảm giác người đàn ông này đang nhẹ nhàng gội đầu cho mình, ngón tay thật dịu dàng cọ ra đầu của mình, thậm chí dọc theo huyệt vị nhẹ mát xa cho mình, hai mắt của cô không khỏi đỏ bừng, có chút không tin hoàn cảnh lúc này làm cho cô không khỏi nhịn được mở lời hỏi tại sao anh muốn giúp tôi tôi nói rồi tôi không từ chối người khách đầu tiên tới trong tiệm của tôi anh nói xong liền nhấn dầu gội đầu khẽ xoa mái tóc dài của cô cảm giác sợi tóc của cô gái này mềm mại rất chắc khỏe anh nhấc mí mắt liếc nhìn khả hinh ngược lại hướng mình vẫn căng thẳng che chặt má trái một đôi mắt to đen giống như ánh sao trong đêm mơ mộng và quyến rũ sống mũi cao rất hấp dẫn cánh môi thiếu huyết sắc nhưng vô cùng hoàn mỹ anh im lặng gội đầu cho cô xong, phủ thêm lớp dầu xả hết sức đắt giá trong tiệm, sau khi gội sạch, dùng khăn lông màu xanh nhạt rất dịu dàng lau cho cô, vừa lau vừa căn dặn nhân viên nói tiểu sơ, cầm áo choàng tắm đưa khách đi tắm. Vâng, tiểu sơ lập tức buông công việc trong tay, đi lên khu gội đầu. Đường khả hình kinh ngạc ngồi dậy, tóc đã được lau khô ráo sạch sẽ, vẫn che giấu má trái, nhìn tô thủy kỳ. Tô Thủy Kỳ không nói gì cũng không nhìn cô, chỉ đứng dậy đi xuống bậc thang đường khả hình có chút hoảng sợ nhìn bóng lưng tô thủy kỳ đột nhiên đi xa có cảm giác bị người ép buộc đi lên lầu cao bây giờ không có cách nào chỉ đành phải chân trần đi lên lầu hai cùng cô gái kia tô thủy kỳ đứng ở trong sảnh nâng lên cà phê khẽ nhấm một hớp mới xoay người nhìn đường khả hình đã lên lầu anh im lặng cười một tiếng đặt xuống chén cà phê di chuyển hai chân thon dài tao nhã đi tới khu đồng phục lướt nhìn qua những bộ quần áo hoa lệ liền lấy xuống hai bộ sau đó cũng xoay người đi lên lầu chương 38, cô đi đi. Cả người khả hình trần chuồng ngâm mình ở trong bồn tắm sữa tươi, nhìn không gian hoa lệ khiến người ta líu lưỡi, khắp nơi là đèn pha lê đắt giá, mặt tường có gắn đồng hồ vàng kiểu châu Âu, còn có bên trái một ngọn đèn tinh dầu lavender, tỏa hương quanh quẩn trong không gian làm cho người ta khoan khoái, ánh lửa lóe sáng, bồn tắm sữa tươi cánh hoa hồng bồng bềnh, hương rất thơm. Cả người cô vẫn căng thẳng nhưng vẫn vội vàng tắm rửa xong cầm lên áo choàng tắm bọc lại, bên ngoài phòng tắm cô gái cũng đã đưa vào một bộ quần áo để cho cô mặc vào cô sướng sờ khi nhìn thấy bộ trang phục ấy căng thẳng suy nghĩ một chút sau đó vươn tay mặc vào lâu hai cửa hàng tạo mẫu tô thủy kỳ ngồi trên ghế salon màu trắng bên ngoài liếc nhìn tờ tạp chí lưu hành năm nay lật từng tờ từng tờ rốt cuộc lật đến tờ danh viện nào đó mặc áo váy giải lụa mỏng sách theo túi sách lv ngồi ở chỗ khách quý trong tuần lễ thời trang paris ngẩng mặt xem người mẫu di chuyển trên khán đài, anh không lên tiếng lật một tờ nữa. Tiểu Sơ đứng ở bên ngoài phòng tắm chờ, lại hết sức tò mò xoay người nhìn Tô Thủy Kỳ, không nhịn được tò mò tiến tới cười nói, "Ông chủ." "Ừm, Tô Thủy Kỳ vẫn liếc nhìn tạp chí." Ánh mắt tò mò của Tiểu Sơ nhìn chằm chằm Tô Thủy Kỳ, bát quái hỏi, "Cô gái kia, cô ấy là ai vậy?" Tô Thủy Kỳ nâng mí mắt, cười như không cười nhìn cô một cái. Tiểu Sơ không dám lên tiếng ho khan một tiếng, lập tức đứng thẳng người. Tô Thủy Kỳ cúi đầu cười một tiếng, tiếp tục liếc nhìn tạp chí, lại nghe cửa nhẹ mở ra, anh nhướng mắt lên. Khả hình mặc váy lụa ngắn màu đen bó sát người phong cách in lần, lọ âu cẩn thận đi ra, bên trong váy thiết kế những cánh hoa hồng nở rộ xếp chồng lên nhau lộ ra vòng eo mảnh khảnh, mặt trước chiếc váy chân nhẵn, để cho cả người cô trở nên cao quý, bên ngoài khoác một áo khoác màu trắng, càng làm cô thêm rụt rè. Tô Thủy Kỳ hài lòng cười một tiếng, buông tạp chí xuống nói đi theo tôi khả hinh nhìn bóng lưng của anh một cái không nhịn được bước đi theo anh vô tình đi vào một phòng thiết kế đặc biệt cô đứng ở bên cửa nhìn không gian pha lê trong suốt tô thủy kỳ cầm kéo lên nhẹ nhàng dùng của mình ngón cái sờ sờ lưới kéo trong ánh mắt lộ ra một chút nặng nề cô không hiểu ngồi chấm ngoặc kép tô thủy kỳ cầm lên kéo cắt tóc nhìn cô nói cô không dám cưỡng lại được chỉ đành phải di chuyển thân thể đi tới chỗ ngồi cắt tóc, theo bản năng không nhìn vào mặt gương. Tô Thủy Kỳ để cây kéo xuống đi tới phía sau của cô, nhẹ nắm hai vai của cô để cho cô ngồi xuống, phủ thêm một khăn choàng cố định một chỗ mới dùng lược dịu dàng cắt tỉa mái tóc dài đến eo, sau đó kéo ra cái băng ngồi di động, cầm một đoạn tóc, nhẹ tay vung kéo, chiếc lược cũng đã trên bả vai vị trí trên sợi tóc, Khả Hinh căng thẳng nhìn anh. Anh cười nói, thế nào? Không bỏ được hai mắt khả hình sợ hãi chợt lóe không dám lên tiếng tô thủy kỳ cầm cây kéo nhìn sợi tóc bóng mượt mới chậm rãi nói thích hợp với bản thân mới là xinh đẹp nhất vứt bỏ một chút mới có thể có được một chút dũng cảm lên anh nói xong liền một kéo cắt xuống sợi tóc thật dài chậm rãi rơi trên mặt sàn màu trắng tinh nước mắt đường khả hình rơi xuống tô thủy kỳ không lên tiếng tiếp tục chuyên chú cắt xong từng đoạn tóc dài cho cô từng kéo cắt xong nhìn như vô tình nhưng kiểu tóc hết sức tinh tế, thậm chí đem mái tóc thật dài trên trán, khéo léo chia sang má phía bên trái, che má trái không trọn vẹn của cô, lộ ra má phải hết sức xinh đẹp tinh xảo, hai mắt mơ mộng, nhẹ nhàng chớp nháy, vô hạn mê người. Suốt cuộc đường khả hình nhìn mình trong kính trong lòng không khỏi chua sót, nước mắt tiếp tục nhỏ xuống. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, cầm máy sấy tóc lên, sấy khô tóc cho cô, lại dùng keo nhẹ nhàng vuốt, sau khi hoàn thành, anh mới đứng phía sau của cô, nhìn cô trong kính. Đường khả hình chớp mắt đẫm lệ nhìn mình trong kiếng, tóc ngắn chạm vai, sau lúc trước bất cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng khoan khoái, thanh tú đáng yêu. Tô Thủy Kỳ nhìn đôi mắt đẫm lệ của khả hình trong kính, cũng không lên tiếng mà nhấc lên khăn choàng để sang một bên, đi đến ngồi ở trên ghế salon bên vách tường kính trong suốt, cầm lên tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên vừa xem vừa nói công tác của tôi xong rồi, cô đi đi. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ nhìn Tô Thủy Kỳ trong kính đột nhiên trở nên lạnh nhạt, cô cũng không dám lên tiếng, đôi tay nhẹ chống thành ghế đứng lên, xoay người nhìn anh. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, tiếp tục liếc nhìn tạp chí. Hai mắt Đường Khả Hinh hơi ảm đạp, chậm rãi đi đến trước mặt của anh, nhẹ nhàng khom lưng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh." "Không cần khách sáo, đi thôi, thời gian của tôi không nhiều lắm, buổi chiều còn có chuyện." Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, Nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười một cái, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, không dám lên tiếng, liền im lặng đi khỏi phòng cắt tóc, dọc theo cầu thang xoắn ốc, chậm rãi xuống lầu, ở trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên đã dần dần đến làm việc, đi ra khỏi cửa tiệm, đón gió lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, nhìn vào cửa sổ thủy tinh lầu 2, bóng dáng người đang xem tạp chí. Tay Tô Thủy Kỳ tiếp tục lật tạp chí, cho đến khi cảm giác ánh mắt nhàn nhạt ở dưới lầu đã biến mất mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cô gái tịch mịch điềm đạm đáng yêu, một mình cô đơn đi trên đường. chương 39, Cây Dù Đường khả hình một mình chẳng có mục đích đi ở lối đi bộ, Tô Thủy Kỳ chuẩn bị cho cô đôi giày màu đen đế bằng, đạp mặt đất, có vẻ ấm áp thoải mái, lại làm cho cô bắt đầu nhỏ lệ nóng. Cô mờ mịt luống cuống nhìn đám người xung quanh, trên mặt mọi người vẫn bình tĩnh, có ai biết, người cùng bọn họ gặp thoáng qua đến cùng có bao nhiêu bi thương. Khả Hinh vội vàng cúi đầu, lau đi nước mắt trên mặt mình, cảm giác có chút lạnh, đôi tay khẽ nhét vào trong túi áo khoác, lại cảm thấy một cuộn giấy, cô móc ra cuộn giấy ra mới phát hiện là một sấp tiền tờ 100 đồng, lòng của cô không khỏi chua xót, nước mắt tiếp tục lăn xuống, nhìn sấp tiền này, sáng dưới ánh mặt trời màu sắc đẹp mắt như vậy, nhưng mình nên làm gì? Lòng của cô chợt bi thương. Nắm chặt sấp tiền ngẩng đầu lên đứng bên đường cái rơi lệ nhìn mọi thứ quanh mình không biết phải làm sao từ nay phải đi con đường nào? Số mạng ở trong một tay của người tạo thành rất nhiều đường số mệnh, có vài người không tin, trên thế giới này có thiên đường, bởi vì thượng đế làm sao trông nom nhiều người bi thương. Khả hình tan nát cõi lòng tiếp tục đi về phía trước, không biết đi bao lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu đường, hai chân mỏi như, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán dịn mồ hôi lạnh, trong tay vẫn siết chặt sấp tiền 100 đồng, đi tới trong một phố xá sầm uất. lúc này gió lạnh rất mạnh, tiếng gió ào ào thổi qua, ánh mặt trời dần dần biến mất, phủ xuống không khí ngột ngạt, rốt cuộc khả hình đã đi đến một đường trước pho tượng, sâu kín nhìn một người phụ nữ phía xa, mặc bộ quần áo quét đường phố màu vàng dơ giấy bẩn thỉu Búi tóc vén lên đã buông lỏng, cầm cây trổi thật dài, không ngừng quét vỏ trái cây, giấy linh tinh trên đất, thỉnh thoảng bị mệt mỏi, liền xoa xoa mồ hôi, khuôn mặt bà già nua, lộ ra bi thương mệt mỏi, thỉnh thoảng quá lạnh miệng thổi phù khí nóng, xương mù màu trắng bay ra, lồng ngực có chút khó chịu, Eo có chút đau, ngồi xổm trên đất lấy hơi. Khả Hinh đau lòng đến mau hít thở không thông, che miệng, rơi lệ nhìn người phụ nữ trước mặt, gọi nhỏ: "Mẹ." Lý Tú Lan mệt mỏi thở dốc một hơi lại chống cây chổi, xoa xoa mồ hôi trên trán tiếp tục quét xong đường phố còn lại, đem toàn bộ rác bỏ vào trong sọt, sau đó dùng hai tay đầy vết sẹo, khom lưng cố hết sức kéo sọt rác đi đến xe rác bên kia. Cả người Khả Hinh mềm nhũn bên cạnh pho tượng, khổ sở nức nở nhìn mẹ đáng thương như vậy, nước mắt của cô từng viên lăn xuống, đau lòng khóc nhỏ, mẹ. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, con vô dụng, con vô dụng. Dường như Lý Tú Lan nghe được tiếng nước nở, có chút nghi ngờ quay lại nhìn. Khả Hinh nhanh chóng núp ở phía sau pho tượng, che miệng khổ sở mặc cho nước mắt lăn xuống, cảm giác đau thấu tim phổi. Lý Tú Lan nhìn đường phố lạnh lẽo, cảm thấy mình lo nghĩ quá nhiều tiếp tục kéo xe rác đi về phía trước. Mẹ, Chấm ngoặc kép, Khả Hinh đau lòng đi theo mẹ sau lưng của mình, vừa đi vừa rơi lệ nhìn bóng lưng mẹ còng xuống. Lúc này, trời càng tối hơn, mây đen đột nhiên kéo đến, một trận gió lớn lạnh thổi mạnh tới, cơn mưa lạnh lẽo như vô tình trúc xuống. Lý Tú Lan ngẩng đầu lên nhìn trời đột ngột đổ mưa, bà lạnh lẽo co rúm người kéo sọt rác đi tới xe rác. Khả Hinh đứng ở trong mưa, đau lòng rơi lệ nhìn mẹ bóng dáng ướt đẫm của mẹ, vừa muốn cất bước nhưng vẫn cắn răng đứng lại mặc cho mưa gió tuôn rơi, không dám đi tiến tới, chỉ sâu kín nhìn theo bóng lưng của mẹ. Lý Tú Lan bị lạnh thở hổn hển chạy tới phía trước, vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe một giọng nói trẻ nhỏ gọi mình, dì ơi. Lý Tú Lan dầm mưa quay đầu, nhìn thấy một đứa bé chống một cây dù nhỏ, trong tay cầm một cây dù lớn màu xanh đậm, đưa tới trước mặt của mình nói, vừa rồi có một chị nhờ cháu đưa cho gì. Lý Tú Lan nhìn cây dù trong tay đứa trẻ, lại nhìn về phía đường phố trắng xóa nước mưa cũng không thấy người quen bà không dám nhận cầm đi chấm ngoặc kép cô gái nhỏ dơ lên cây dù trong tay đưa tới trong tay lý tú lan rồi rời đi lý tú lan cầm cây dù đứng ở trong mưa trong lòng không khỏi đau xót nhìn mưa khắp xung quanh khả hinh vẫn núp ở sau pho tượng cuộn tròn thân thể đứng ở trong mưa giấu mặt khóc giống lên xung quanh nước mưa ào ạt chút trên người của mình nhưng không cách nào rửa sạch vết tích trên khuôn mặt thiện lương của mình. Cô vừa khóc thảm thiết, vừa ngửa mặt nhìn trời kêu lên, rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì, mà đối với tôi như vậy. Rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì, cha, mẹ, chấm con xin lỗi hai người, chấm con xin lỗi hai người. Xung quanh mưa to vẫn rơi xuống, bầu trời điên cuồng gầm thét. Đường khả hình tiếp tục bi phẫn khóc giống nhưng bởi vì đau lòng quá độ, cuối cùng té ngã ở trong mưa, hai mắt nhắm lại. Mọi web khác đều. Một đoàn xe sang trọng chậm rãi lái tới quảng trường, dẫn đầu là chiếc xe Rolls-Royce ở trong mưa vẫn lóe lên ánh sáng kim loại. Chương 40, bóng dáng kia. Nước mưa vẫn chút xuống xung quanh. Như mà tựa vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt say mê nhìn khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông trước mặt, nhất là lúc anh xem tài liệu rất chăm chú, hai mắt lộ ra ánh sáng rất sắc bén, trong lòng của cô như có mật ngọt chậm rãi tan ra. Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng com lê màu đen, cả người lộ ra hơi thở tôn quý, nhẹ lật xem tài liệu chậm rãi hỏi, nhìn cái gì. Như mặt không lên tiếng, chỉ lộ ra nụ cười dịu dàng say lòng người nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cũng hơi chuyển ánh mắt, nhìn cô một cái, không lên tiếng tiếp tục xem tài liệu, vừa nhìn vừa hỏi, lần này tuyển chọn chuyên gia pha rượu, tình hình như thế nào. Đông Anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mỉm cười nói tình huống hoàn hảo, Hoàng tử William và Vương Phi đối với chuyến đi Trung Quốc lần này vô cùng hài lòng, chỉ là. Tưởng thiên lỗi tiếp tục lật xem tình hình chuỗi khách sạn bên Tây Âu. Chấm ngoặc kép, nói. Đông Anh có chút mất mát nói, Lauren từ nước Pháp gửi điện thư về, hỏi thăm chuyến đi đến Trung Quốc lần này của Hoàng tử và Vương Phi thì đã hỏi tới đường khả hình. Dường như ông ấy vẫn không buông tha, hy vọng khách sạn chúng ta có thể hợp tác với cô gái kia. Tưởng thiên lỗi ngừng lại lật văn kiện trong tay, như mà chú ý đến ánh mắt tưởng thiên lỗi có chút thay đổi liền tò mò hỏi đường khả hinh. Chính là người, làm cho anh bị chê cười ở quán ba. Tưởng thiên lỗi có chút trách cứ nhìn về phía như mặt. Sắc mặt của như mặt đỏ lên, có chút xin lỗi nói, xin lỗi, lần đó em không tới để anh. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, tiếp tục chăm chú nhìn tài liệu, nói, sau cuộc tuyển chọn, có tin tức của cô ấy không? Đông Anh bất đắc dĩ nhìn tưởng thiên lỗi nói, không có. Nhã Tuệ là bạn thân của đường Khả Hinh vẫn xin nghỉ gần nửa tháng nay, nghe nói đi chăm sóc Khả Hinh bị thương, nếu Tổng Giám Đốc muốn biết tin tức của cô ấy. Không cần, tưởng thiên lỗi từ trong com lê đen của mình, gỡ xuống bút máy ký trên tài liệu. Đông Anh sửng sốt nhìn anh một cái liền xoay người nhìn về phía trước, lại thấy trong cơn mưa mờ mịt, có một bóng dáng màu trắng, té ngã ở trước một pho tượng quảng trường, cô ngạc nhiên khẽ kêu một tiếng. Tưởng thiên lỗi hơi nhấc mí mắt, nhìn cô một cái. Vì mưa rơi quá lớn, xe chạy chậm về phía trước, Đông Anh nhìn bóng dáng nhàn nhạt, nhạt kia, nói có người té ngã ở trong mưa, dường như ngất đi. Tưởng thiên lỗi nghe lời này hơi xoay người nhìn về phía bóng dáng ngã xuống bên cạnh pho tượng trong cơn mưa rơi trắng xóa. Trời à, như mặt lo lắng tựa vào trong ngực tưởng thiên lỗi, nhìn bóng dáng cô đơn kia nói thật đáng thương. Dường như là cô gái, thiên lỗi, phái người đi xem cô ấy một chút. Tưởng thiên lỗi mím chặt đôi môi, nhìn cô một cái, vừa muốn lên tiếng, cũng đã nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu khóc thật to, khả hinh. Đông Anh giật mình nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt tưởng thiên lỗi rừng ở trên bóng dáng té xỉu trên đất trong mưa. Audio điện tử võ tấn bền. chương 41, cửa thiên đường. Nhã tuệ đội mưa vọt đến trước mặt khả hinh đang té xỉu, quỳ gối trước mặt cô, ôm lấy thân thể của cô, đau đớn khóc thành tiếng. Tại sao cô ngốc như vậy? cô tới nơi này, không phải muốn nhìn mẹ sao, tại sao không qua đó nhìn bà, tại sao muốn trốn tránh bà, cô nhớ cha mẹ, tôi biết mà. Đường khả hình vẫn bất tỉnh ở trong ngực nhã tuệ, hai mắt khép chặt, mặc cho mưa gió chút xuống. Nhã tuệ lại khóc nói, tôi biết tại sao cô muốn rời khỏi. Nhưng cô có thể đi đâu, cô gặp mặt mẹ cũng không dám, cô còn có thể đi đâu, chúng ta về nhà đi. Cho tới bây giờ gia đình chúng tôi cũng không xem cô là người ngoài chúng ta về nhà, chúng ta về nhà đi. Nhã tuệ vừa khóc, vừa muốn đỡ khả hình phóng cô về nhà, không ngờ đường khả hình vẫn bất tỉnh ở trong mưa, mặc cho mưa gió rụng rơi. Khả hình, chấm ngoặc kép, nhã tuệ đau lòng muốn đỡ cô, bất đắc dĩ cô cũng chỉ là một cô gái, hơi sức không đủ, muốn lôi kéo lại té lăn trên đất, cô vừa khóc vừa kéo khả hình. Chiếc rôn roi chậm rãi dừng ở trong mưa. Như mặt cũng có chút lo lắng quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói thiên lỗi anh cứu cứu cô ấy. Khuôn mặt tưởng thiên lỗi lạnh lùng ngồi ở trong xe, hai mắt phát ra ánh sáng vô tình nói, mặc kệ hôm nay cô ấy xảy ra chuyện gì, tất cả đều do cô ấy tự mình làm tự chịu, không liên quan đến người khác. Để lại cho cô ấy một cây dù, coi như ngày đó tôi nợ cô ấy một đoạn đường. Như mặt ngẩng đầu lên, nhìn trong mắt lạnh nhạt vô tình quen thuộc của tưởng thiên lỗi, cô khẽ cắn môi dưới, không dám nói nữa. Vâng, chấm ngoặc kép, Đông Anh dối trí trả lời. Ngay lập tức cầm cây dù trên xe, chống đi lên, đội mưa gió bước nhanh tới trước mặt Nhã Tuệ đang gào khóc, đem cây dù đưa cho cô, rồi nói, "Nhã Tuệ, đây là cây dù tổng giám đốc cho cô, đừng khóc nữa, mau gọi xe cứu thương đi." Nhã Tuệ giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Đông Anh thư ký của tổng giám đốc che dù đứng ở trước mặt của mình, cô rơi lệ ôm Khả Hinh đang hôn mê, khóc cầu cứu, "Thư ký Lưu, tôi cầu xin cô giúp tôi cầu xin tổng giám đốc, đưa chúng tôi đoạn đường đi." Lúc này tôi đến đây, gần như không mang theo tiền. Đưa chúng tôi đoạn đường, tôi cầu xin cô. Đông Anh che dù, đứng ở trong mưa nhìn Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh hôn mê ngã ngồi ở trong mưa, mưa gió điên cuồng chút lên người các cô, cô không đành lòng nhưng hiểu cá tính của tổng giám đốc, khẽ thở dài một hơi, đưa cây dù trong tay tới trước mặt cô, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Nhã Tuệ giật mình nhìn Đông Anh đã nhanh chóng trở lại ngồi vào trong chiếc Rolls-Royce đóng cửa xe, cô lập tức để Khả Hinh xuống đội gió mưa, chạy như bay đến bên cửa sổ xe tưởng thiên lỗi, đôi tay vỗ mạnh vào cửa sổ xe, khóc nói, Tổng Giám Đốc. Tôi cầu xin ngài, đưa chúng tôi đoạn đường, xin ngài cứu giúp, tôi không biết ngài và khả hình xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy sẽ có thể là chuyên gia pha rượu cực kỳ xuất sắc tại khách sạn chúng ta. Tổng Giám Đốc, nếu như cô ấy đi dự thi, hầu ngài uống rượu đỏ, chỉ có thể là khả hình A. Tôi cầu xin ngài, đưa chúng tôi đoạn đường. Tổng Giám Đốc, Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nghiêm mặt làm ngơ, nhìn mưa bay phía trước xe cửa sổ, hai mắt lạnh lẽo. Đông Anh hơi nghiêng đầu nhìn anh một cái, rốt cuộc bảo tài xế, lái xe. Tổng giám đốc, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ khóc đuổi theo chiếc xe kia, càng không ngừng vỗ cửa sổ xe, kêu to tổng giám đốc. Đưa chúng tôi đoạn đường, xin ngài làm ơn. Chiếc Rolls Royce nhanh chóng chạy đi. Tổng giám đốc, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ vẫn không buông tha đứng ở giữa đường khóc giống tưởng thiên lỗi ngồi ở trong xe lạnh lùng hai mắt nhìn kính chiếu hậu phía trước nơi xa có một bóng dáng đã té xỉu nằm ở trong mưa gió nhưng anh không lên tiếng nhã tuệ rơi lệ nhìn chiếc ron roi trước mặt dần dần đi xa chỉ đành phải oán hận thế gian có quá nhiều người vô tình rồi nhanh chóng chạy về tại chỗ đội mưa gió cắn răng cố hết sức cóng lên khả hình đang bất tỉnh cố sức bước đi đường khả hình nằm ở sau lưng của nhã tuệ đón gió mưa chút xuống hoàn toàn không có chi giác đôi tay rũ xuống giống như người chết. Xung quanh mưa vẫn thê lương, điên cuồng chút vào trên người cô, giờ khắc này không chỗ chút hết nổi bi thương, tuyệt vọng, giống như đêm hôm ấy, người đàn ông trong bóng tối ôm chặt mình, cắn xuống môi, tuyệt vọng để lại một câu nói, tôi nếm qua máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu nhà họ tưởng phản bội, cho dù tôi hóa thành quỷ hồn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Những lời này giống như tuyệt vọng trước cái chết bất ngờ ập đến tấn công đến thế gian vô tình này. Bên trong xe rôn Royce màu đen, như mà đột nhiên dùng tay đè ngực, khổ sở kêu nhỏ đau quá. Tưởng thiên lỗi lập tức quay mặt sang, hai mắt nhìn thấp sắc mặt như mà tái nhợt, anh lập tức để xuống văn kiện, ôm cô vào trong ngực, nâng mặt của cô, căng thẳng hỏi, thế nào? Tim của em đau quá, nhất thời như mà đổ mồ hôi đầm đìa, khổ sở thở hổn hển nói, đau quá. Không phải bệnh tim của như mà tiểu thư phát tác chứ? Đông Anh xoay người, có chút lo sợ nói. Lập tức lái xe đến bệnh viện, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi ôm như mạt vào trong lòng, sắc mặt hơi căng thẳng nói, mau. Dạ, chấm than ngoặc kép, tài xế đáp lời, lập tức lái xe chạy tới bệnh viện. chương 42, trái tim. Bệnh viện, hành lang dài màu trắng. Đèn phòng cấp cứu chợt sáng lên. Giáo sư khoa tim mạch giỏi nhất của cả bệnh viện nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu, nơi hành lang dài u ám, mười mấy vệ sĩ mặc áo đen đứng thẳng giống như thần chết. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, hai mắt sốc sách chợt lóe. lúc ôm như mặt đi vào, cô đã hôn mê rồi, dường như đã ba lần tánh mạng của cô suýt lướt qua mình, anh khẽ cắn răng. Đông anh gấp gáp đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn đỏ đáng sợ, cô căng thẳng xoay người nhìn về phía tưởng thiên lỗi ngồi ở trên ghế đặc biệt, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, không dám nhiều lời nữa liền xoay người tiếp tục nhìn về phía cửa lớn phòng cấp cứu đang đóng chặt tất cả lặng lẽ yên tĩnh thời gian giống như qua thật lâu rốt cuộc cửa chính phòng cấp cứu mở ra viện trưởng và nhiều giáo sư sắc mặt nặng nề đi ra ngoài tưởng thiên lỗi lập tức đứng lên đi tới trước mặt viện trưởng và giáo sư hỏi viện trưởng như mặt như thế nào viện trưởng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi Miễn cưỡng mỉm cười nói, thật may lần này đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả khó lường được. Đây là kỳ quan sát hoán đổi nội tạng năm thứ hai của Như Mạt Tiểu Thư, chúng tôi để ý thấy thân thể và nhịp tim của cô ấy sinh ra phản ứng bài xích. Ánh mắt lạnh lùng của tưởng thiên lỗi chợt lóe, lạnh giọng nói ý của ông nói. Trái tim kia không thích hợp với cô ấy. Viện trưởng khẽ thở dài một hơi, phải biết việc cấy ghép nội tạng, nhất là ghép tim, sẽ có ba kỳ quan sát. Nếu như trong ba năm này, thân thể của cô ấy không có phản ứng khác, mọi chuyện sẽ tốt. Kết quả xấu nhất là gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn viện trưởng hỏi. Viện trưởng hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, kết quả xấu nhất sẽ giống như lúc ban đầu chưa thay đổi trái tim, trái tim sẽ từ từ sợ hãi và suy kiệt, nhưng nếu trước lúc cô ấy phát bệnh, có thể tìm được trái tim thích hợp, tiến hành cấy ghép, có lẽ sẽ có đường sống. Nhưng thân thể của Như Mạt tiểu thư quá yếu, ý chí không mạnh thật ra đây là cơ thể đóng vai trò thúc giục tiềm thức. Tưởng thiên lỗi nắm chặt quả đấm, vẻ mặt đông lạnh nghiêm túc, hai mắt run rẩy sẹt qua chút đau lòng, thấy y tá chậm rãi đẩy như mà thoi thóp nằm ở trên giường bệnh đi ra, anh lập tức tiến lên, cúi người xuống nhìn sắc mặt như mà tái nhợt, hai mắt khép chặt, lông nghi thật dài rũ xuống, bao trùm ở mí mắt dưới, mộng ảo và dịu dàng, anh nở nụ cười may mắn, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô. Nặng nề cam kết nói anh nhất định sẽ tìm cho em trái tim thích hợp, mặc kệ phải trả giá cao thế nào. Cam kết làm anh hối hận cả đời, sẽ gặp cảnh đau lòng muốn chết vì đổi trái tim, Ed đã khóc sưng cả mắt. Như mặt nằm ở trên giường bệnh, khép chặt hai mắt, giống như nghe được cam kết này, lông mi khẽ rung động, tràn ra nước mắt. Phòng bệnh VIP, mưa dần dần tạnh, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một chút sương mù. Như mặt vẫn chưa tỉnh thuốc mê nằm ở trên giường nệm trắng tinh, sắc mặt tái nhợt, ngủ thật say. Tưởng thiên lỗi ngồi ở bên giường, giống như sinh mạng vĩnh cửu nhìn Như Mạt, hai mắt hiện lên dịu dàng. Có lẽ trong mộng, Như Mạt vẫn thể cảm nhận được người đàn ông trong sinh mệnh đang canh chừng mình, vẫn đang say trong giấc mộng ngọt ngào. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Ánh mắt tưởng thiên lỗi hơi chấp động. Âm thanh của Đông Anh từ ngoài cửa truyền tới, khe khẽ nói tổng giám đốc. Tần tiên sinh tới, nói 15 phút nữa đến phòng bệnh. Anh ấy vô cùng nóng ruột tình huống của Như Mạt tiểu thư. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, tiếp tục nhìn gương mặt như mặt ngủ say. chương 43, trái tim tốt đẹp. Cửa phòng bệnh mở ra. Tưởng thiên lỗi hơi sửa sang lại âu phục đen của mình, lạnh lùng đi ra ngoài, căn dặn Đông Anh, lập tức thông báo viện trưởng, mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, tôi muốn thông qua toàn thế giới tìm được trái tim thích hợp nhất cho như mặt. Lập tức. Dạ, Đông Anh đi theo phía sau anh đáp lời. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, lạnh lùng đi về phía trước, mười mấy tên vệ sĩ đi theo ở phía sau anh, cũng nhanh chóng đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện. Khí thế lớn như vậy khiến cho bác sĩ, y tá, cùng người thân bệnh nhân trong bệnh viện cũng rối rít ghé mắt. Nhã tuệ vừa mới chăm sóc cho khả hình, trong tay cầm đơn thuốc chuẩn bị đi lấy thuốc, lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi lạnh lùng đi ra đại sảnh bệnh viện, vệ sĩ cũng nhanh chóng theo sát đi ra ngoài, cô nhất thời tò mò đi theo ra ngoài, thấy tưởng thiên lỗi hơi sửa sang lại âu phục, đã ngồi lên chiếc Rolls Vệ sĩ đóng cửa xe. Nhã Tuệ nhàn nhạt nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong xe, hai mắt vô tình phát ra tia sáng lạnh lẽo, cô nhớ tới bộ dáng vô tình kia ở trong mưa to lúc này, liền có chút tức giận xoay người, đang xoay người trong nháy mắt nhìn thấy Đông Anh, vẫn mặc đồng phục thư ký khách sạn, đeo bảng tên, cùng viện trưởng đi tới phòng làm việc, vừa đi vừa nói, "Viện trưởng, tổng giám đốc chúng tôi nói, mặc kệ trả bất cứ giá nào" nhất định phải thông qua tổ chức y tế tân tiến nhất trên thế giới nhanh chóng tìm trái tim thích hợp cho như mạt tiểu thư hơn nữa vô cùng gấp rút ngài cũng biết nguyên nhân tổng giám đốc không tiện ở lại chỗ này nhưng như mạt là người quan trọng nhất trong cuộc đời tổng giám đốc tôi hy vọng ngài hiểu rõ chuyện này viện trưởng gật đầu nói nói tưởng tổng giám đốc yên tâm chúng tôi nhất định sẽ hết sức ngài vất vả rồi đông anh nói dứt lời liền im lặng gật đầu một cái một mình đi tới phòng bệnh Nhã tuệ tay cầm đơn thuốc, lập tức núp ở phía sau cây cột bệnh viện, nhìn Đông Anh cất bước đi tới phòng bệnh vip trong đầu của cô thoáng qua hình ảnh trong cơn mưa xối xả, dường như nhìn thấy trong cửa sổ xe, bên cạnh tưởng tổng giám đốc có một cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái xinh đẹp đó cũng không phải là vị hôn thê của tổng giám đốc trong bữa tiệc đính hôn thế kỷ. Vậy, cô ấy là ai? Cô tức khắc hiểu ra, những gia đình cao quý, luôn có những chuyện tình cảm phức tạp. Cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm đơn thuốc đi lấy thuốc xong liền đi về phía khu nội trú đi qua lối đi riêng của phòng vip thì ngửi thấy một mùi thơm hoa hồng cô tò mò ngẩng đầu lên dường như thấy được lối đi vip ở trước mặt xuất hiện lên một bóng dáng xinh đẹp nhưng không nhìn thấy rõ người tới cô sâu kín nhìn bức tranh sơn dầu phong cách châu âu treo tại lối đi vip nặng nề thở dốc một hơi mới phát hiện mùi thơm này thật rất dễ chịu không giống với mùi thơm nồng đậm của hoa hồng bình thường mà một loại mùi thơm đặc biệt nhã tuệ không suy nghĩ nữa giống như mang theo mùi thơm này mỉm cười xoay người đi vào phòng bệnh của Khả Hinh. Khả Hinh được nhã tuệ đưa về phòng bệnh, sâu kín dưng dưng tỉnh lại, trong đầu vẫn là hình ảnh đáng thương của mẹ kéo sọt rác đi trong mưa, nước mắt lần nữa từng viên lăn xuống. Nhã tuệ khẽ thở dài, nhận thuốc trở về đặt ở trên giường bệnh, nhìn Khả Hinh lại rơi lệ, bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh cô, gọi nhỏ Khả Hinh. Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẫn sâu kín nhìn phòng bệnh trắng tinh, lặng lẽ rơi lệ. Nhã tuệ thấy bản thân như vậy, mình cũng khổ sở cúi đầu lau lệ, mới nghẹn ngào nói, lúc này cô té xỉu ở trên đường, tôi gặp tổng giám đốc. Đường khả hình tiếp tục rơi lệ, không nói gì. Nhã tuệ cố nén nước mắt, có chút chán nản nói tôi. Tôi nói với thư ký của anh ta, xin tổng giám đốc giúp chở chúng ta đoạn đường. Bởi vì cô ngất đi, bởi vì lúc ấy tôi tìm cô quá gấp cho nên trên người quên mang tiền, cũng không có cầm điện thoại, tôi không thể làm gì khác hơn là nhờ bọn họ nhưng tôi phát hiện mà kể có phải gương mặt của cô đã bị hủy hay không thế gian này vẫn có rất nhiều người vô tình sẽ không quan tâm đến chết sống của chúng ta Suốt cuộc đường khả hình quay mặt sang đau lòng nhìn bản thân nước mắt nhã tuệ lăn xuống cô đau lòng nghẹn ngào nói khi đó trong lòng tôi đột nhiên rất nhớ chú đường ông ấy là người tốt nhất đã từng là đầu bếp ưu tú nhất cả nước ở khách sạn năm sao một người như vậy nếu nhìn thấy người khác đói bụng sẽ ở trong phòng bếp thắp ngọn đèn nhỏ, xào một đĩa cơm chiên nóng hừng hoặc một bát mì nóng cho người ăn xin, người già cô đơn không có ai nuôi sống. Khi đó, chú ở trong lòng của tôi là người chú đáng kính nhất, cao lớn nhất, đẹp trai nhất. Đường khả hình nhớ tới cha, lại đau buồn, nước mắt tràn mi. Nhã tuệ lấy tay lau đi nước mắt trên mặt không ngừng chảy, tiếp tục nghẹn ngào nói, tôi mặc kệ có phải chú đã đầu bạc tóc trắng hay không, khi tôi nhắm mắt lại, chú vẫn đẹp trai nhất, hiền lành nhất. Tôi không biết, ở trong lòng của cô có nghĩ như vậy hay không, má trái không trọn vẹn thì đại biểu cho cuộc sống cả đời sao? Nếu cô nghĩ nó thật sự quan trọng như vậy, vậy thì... Cô hãy nhắm mắt lại lắng nghe trái tim mình có giống như loại người vô tình kia hay không, làm cho bản thân cô lạnh lẽo, hận thù thế giới. Hay đã từng là bức tranh xinh đẹp? Đường khả Hinh đột nhiên vô cùng khổ sở co quắp, run rẩy nắm chiếc chăn trắng tinh, che mặt của mình, một mình núp bên trong nước nở nhã tuệ khóc nói tiếp không phải chú đã nói với cô sao mặc kệ trang sao hay cảnh sát xinh đẹp bị che giấu chúng ta không thể vì chuyện may rủi trên thế giới này mà buông tha vẻ đẹp linh hồn phải dũng cảm tiến tới a à? bởi vì đó là trái tim của chúng ta cuộc sống của chúng ta đường khả hình vẫn núp ở trong chăn nức nở nhã tuệ đau lòng ôm bản thân vào trong ngực khẽ xoa lưng của cô nghẹn ngào nức nở nói mặc kệ xảy ra chuyện gì không cần buông tha mình Cô làm sao biết, cô đi trên con đường này, nó nhất định sẽ không hạnh phúc. Sở dĩ Khả Hinh đã từng xinh đẹp, không phải bởi vì khuôn mặt của cô xinh đẹp, mà bởi vì là cô là một cô gái đáng yêu, bất cứ lúc nào cũng để cho trái tim mình tốt đẹp. Dũng cảm một chút nữa, mặc kệ khuôn mặt của cô có bị hủy hay không, những quả nho trưng cất trong thùng gỗ sồi thành rượu đỏ vẫn chỉ lựa chọn chuyên gia pha rượu có trái tim tốt đẹp nhất, hiểu bọn chúng nhất. Đường Khả Hinh đột nhiên khóc giống, cuối cùng đưa hai tay ra ôm bản thân của mình, mặc cho nước mắt từng viên lăn xuống. Đúng vậy, chúng ta làm sao biết, chúng ta lựa chọn con đường này thì nhất định sẽ không hạnh phúc. Chỉ cần trong lòng chúng ta hy vọng, dũng cảm bước đi, sống hạnh phúc theo cách riêng của chúng ta, có đôi khi chỉ cần cố gắng không cần buông tha là được. Nhã tuệ cảm thấy khả hình thật buông lỏng, mới yên tâm nở nụ cười, đau lòng vội vàng vươn tay, muốn lau đi nước mắt cho cô nhưng khi đầu ngón tay cô quét qua cánh mũi khả hình, vẻ mặt khả hình đột nhiên thay đổi, hơi thở có chút rồn rập, hai mắt sốc sách chợt lóe. Nhã tuệ ngạc nhiên nhìn khả hình, hỏi cô làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Đường khả hình tái mặt, nuốt nước, nước bọt, đột nhiên nắm lên đầu ngón tay nhã tuệ, thả vào trong mũi, hít nhẹ, có chút lo lắng ngẩng đầu lên, run rẩy nói, mùi thơm này. Rất quen, chấm ngoặc kép, chương 44 có liên quan đến việc bị hại. À, nhã tuệ ngạc nhiên giơ tay lên, đặt vào trong mũi người một cái, ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình nghi ngờ nói tôi không nghe được mùi thơm a à. Đây là mùi thơm gì? Hai mắt đường khả hình lóe lên một cái, hoảng sợ nhỏ giọng nói mùi hoa hồng. Hoa hồng, nhã tuệ trầm ngâm suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình đi tới, ngửi được một mùi thơm hoa hồng rất dễ chịu đúng như đường khả hình nói ách. Lúc này tôi đi vào phòng bệnh thì đi qua lối đi vip, ngửi được mùi thơm rất dễ chịu, đối với mùi hương tôi cũng biết một chút, nhưng mùi hoa hồng này thật sự làm cho tôi mê say thật sâu, cho tới bây giờ tôi cũng không có ngửi qua mùi thơm hoa hồng đặc biệt như vậy. Thế nào, tôi mang mùi thơm này vào sao? Mùi thơm này thế nào? Hai mắt đường khả hình lập tức tràn ra giọt lệ, nhanh như tia chớp trong đầu nhớ lại đêm hôm đó, mấy đàn ông, giữ tận tới gần mình thì cô đã ngửi được một mùi thơm hoa hồng, mà mùi thơm kia với mùi thơm bay vào trong tay nhã tuệ rất giống nhau. Trái tim Khả Hinh chìm xuống đáy cốc, theo bản năng vươn tay, khẽ vuốt má trái của mình, cảm giác gương mặt này lồi lõm không bằng phẳng, buổi tối đó đau thấu tim phổi, vẫn làm cho mình thức tỉnh trong cơn ác mộc, nhưng mùi thơm kia vẫn còn chưa biến mất trong trí nhớ của mình, đó là mùi thơm của một người phụ nữ mang tới. Đường Khả Hinh nhớ tới trong khoảng thời gian này chịu khổ, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, nhấc chăn lên, chân trần đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Khả Hinh, cô muốn đi đâu? nhã tuệ ngạc nhiên cũng lo lắng đứng dậy đi theo phía sau của cô căng thẳng hỏi khả hinh không lên tiếng hai mắt rưng rưng ngưng tụ tia hoảng sợ run run mở cửa phòng lập tức ngửi thấy một mùi hoa hồng nồng nặc hai mắt của cô hoảng sợ chừng lớn giống như mùi hoa hồng này góp phần tạo nên màu hồng xinh đẹp mộng ảo giống như sương mù bay nhẹ trên không trung thậm chí trái tim của cô nghe đau đớn cô căng thẳng đè chặt trái tim cô nén nước mắt men theo mùi thơm này từng bước từng bước đi tới Khả Hinh, cô làm sao vậy, cô đừng làm tôi sợ. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ có chút lo lắng tiến lên. Đường Khả Hinh không lên tiếng, đi theo hành lang màu trắng thật dài trong bệnh viện tiếp tục đi về phía trước, dọc đường nhìn thấy mấy bệnh nhân, hai tròng mắt của cô hơi run rẩy, tiếp tục nín thở đi về phía trước, cho đến khi nhìn cửa ra vào khu vực phòng bệnh VIP, phát ra một mùi thơm nồng nặc, vẻ mặt của cô lập tức run run hoảng sợ, nắm chặt ngực áo, đột nhiên ra tốc độ, cất bước muốn đi về phía trước. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, Nhã Tuệ bỗng chốc kéo đường Khả Hinh, căng thẳng nói: "Cô làm sao vậy? Chỗ đó chúng ta không thể đi vào." Đường Khả Hinh vẫn hoảng sợ gấp gáp nhìn cánh cửa ra vào xa hoa, nghẹn ngào rơi lệ kêu nhỏ: "Mùi thơm này." "Mùi thơm này?" Nhã Tuệ nghi ngờ hỏi: "Mùi thơm thế nào? Cô không cần nói mơ hồ như vậy, cô nói rõ một chút cho tôi biết, có phải có liên quan đến việc cô bị hại hay không?" Chương 45: Mùi thơm này hai mắt đường khả hình vẫn nhìn chằm chằm hành lang thật dài kia giống như nhìn thấy rất nhiều rất nhiều bụi phấn hồng tung bay trên bầu trời bất luận y tá hay bác sĩ bọn họ từ lối đi kia đi ra cũng mang theo mùi thơm hoa hồng giống nhau khả hình nói chuyện với cô đó xảy ra chuyện gì nhã tuệ thật sự có chút gấp gáp nhẹ nắm cánh tay khả hình hỏi đường khả hình không lên tiếng vẫn nhìn chằm chằm cửa ra vào rốt cuộc hai mắt của cô sáng lên Người thấy một mùi thơm hoa hồng nồng đậm chậm rãi chuyển đến, cô vội vàng bước lên trước, muốn đi qua lối đi kia, không ngờ tức khác ở bên trong phòng VIP, đi ra hai người mặc âu phục màu đen, lạnh lùng và nghiêm nghị vươn tay chắn cô ở ngoài lối đi, nghiêm nghị nói, nơi này là phòng bệnh tư nhân. Không được vào bên trong. Đường Khả Hinh gấp rút ngẩng đầu nhìn hai người cảnh sát. Khả Hinh, cô làm sao? Chấm hỏi ngoặc kép, nhã tuệ thật sự gấp gáp vươn tay, kéo đường Khả Hinh đi trở về, nói, không nên như vậy. Người bên trong này, chúng ta không thể đắc tội được. Đường khả hình tức khắc quay đầu lại, hai mắt xẹt qua một chút nghi ngờ nhìn nhã tuệ. Nhã tuệ nhìn ánh mắt đáng thương của đường khả hình, chỉ liếc cô một cái, rồi nói, nơi này. Dường như là phòng bệnh riêng của tình nhân tưởng thiên lỗi, tổng giám đốc của chúng ta. Hai mắt đường khả hình trừng to, trong lòng càng thêm nghi ngờ muốn xông vào lối đi vip, nhưng đột nhiên nghe được một tiếng cười ngọt ngào, từ lối đi truyền đến. Nhã tuệ lập tức kéo đường khả hình đứng sang một bên, căng thẳng khe khẽ nói, không nên sằng bậy. Đường khả hình không lên tiếng, nhìn chằm chằm lối đi. Tần Vĩ Nghiệp là thị trưởng trẻ tuổi nhất, mặc âu phục màu xám bạc, mang cà vạt màu đen, vạt áo trước đeo huy chương thân phận chính phủ, bộ dáng hiên ngang cân tử, gương mặt sáng rỡ, giống như bạch mã hoàng tử, nhẹ đỡ một cô gái xinh đẹp từ bên trong đi tới lối đi, đặc cảnh và vệ sĩ đi theo phía sau, hai con chó cảnh sát đi sau cùng, được hai người đặc cảnh dẫn đi giống như vũ sĩ tiến tới phía trước. Ngay sau đó đường khả hình trợn to hai mắt nhìn cô gái kia, vẻ mặt xinh đẹp mộng ảo, dịu dàng giống như áng vân, mặc váy lụa mỏng màu hồng, bên ngoài khoác lông thú màu trắng, tựa vào trong ngực tần vĩ nghiệp, dịu dàng nhìn anh mỉm cười nói, thật ra anh không cần đặc biệt tới đây, chỉ là một tình huống bị kích thích ngắn ngủi mà thôi. Em biết anh bận rộn công vụ. Hai mắt tần vĩ nghiệp hơi lộ ra nhu tình nhìn vợ, khẽ xoa cánh tay của cô, mỉm cười nói, vợ anh có chuyện, làm sao anh có thể không đến. Vừa rồi anh nghe tin em nhập viện liền nhanh chóng đi rồi. Như mà chỉ đành phải khẽ mỉm cười, tựa vào trong ngực chồng, đi về phía trước. Một mùi thơm hoa hồng nồng nặc bay tới, giống như ở xung quanh như mặt hợp thành một thế giới màu hồng. Là mùi thơm này, là mùi thơm này. Nhất thời đường khả hình lệ nóng đoanh trong, vô cùng uất ức làm cho cô cắn răng nghẹn ngào bi vẫn muốn sông lên, làm cái gì? Hai người vệ sĩ đột nhiên cao giọng xông lên trước, lập tức đẩy đường khả hình ngã xuống đất. Hai con chó đột nhiên gầm một tiếng, phóng qua mọi người, xông về phía đường khả hình nhe răng giống lên một tiếng. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình giật mình, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hoảng sợ khóc giống lên. Tần vĩ nghiệp và như mạt có chút giật mình, nhìn về phía cô gái mảnh mai cuộn rút trên đất. Khả hình, chấm ngoặc kép, nhã tuệ lo lắng nhào tới, ôm lấy Đường Khả Hinh, nhìn hai con chó kinh khủng đáng sợ này đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời vẻ mặt cô run rẩy, lông dựng lên, ôm chặt Khả Hinh, cúi đầu, không dám lên tiếng. Như mà thấy Nhã Tuệ mới nhớ tới, cô chính là cô gái đã gặp ở trong cơn mưa sối xả hôm nay, cô lập tức cúi đầu, không lên tiếng tựa vào trong ngực chồng, giả vờ hoảng sợ. Tần Vĩ Nghiệp ôm chặt vợ, cao giọng hỏi, cô là ai? Muốn làm gì? Đường Khả Hinh lập tức bi phẫn ngẩng đầu lên, nhìn như mặt kích động gào lên, là cô. Hai mắt như mặt lập tức lộ ra hoảng sợ nhìn cô gái trước mặt, chợt ngạc nhiên nhìn sợi tóc đen nhánh che giấu nửa má trái cô, dường như là vết sẹo đáng sợ. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, nhã tuệ căng thẳng ôm Khả Hinh, mới vừa muốn lôi đi cô. Đường Khả Hinh tiếp tục kích động rơi lệ nhìn cô, muốn xông trước, lại thấy hai con chó đang nhe hàm răng bén nhọn nhìn mình, trong lòng của cô run lên, lùi lại. Chúng ta đi thôi, có thể là kẻ điên như mà thấy ánh mắt của nhã tuệ, không tiếp tục nói nhiều, muốn kéo chồng rời đi. Đường khả hình thấy như mặt muốn rời khỏi, liền kích động muốn gào lê nhưng vẻ mặt đột nhiên thay đổi, phát hiện một mùi thơm khác, từ hành lang bay tới, hơn nữa mùi thơm càng thêm nồng đậm và tinh tế hơn. Cô hoảng sợ nhìn về phía một hành lang u ám trong bệnh viện. Như mặt không lên tiếng, nói chồng không nên truy cứu, cùng nhau đi về phía trước, vừa đi vừa tựa vào trong lòng chồng, quay đầu nhìn về phía cô gái ngã nhào trên đất. Hai tròng mắt Đường Khả Hinh mãnh liệt xoay chuyển, theo bản năng phát huy mãnh liệt khứu giác của mình, cảm giác mùi thơm càng ngày càng xa, cô do dự một lát, chân trần bước nhanh về phía hành lang khác có mùi thơm. Khả Hinh, Nhã tuệ thật sự ngạc nhiên đi theo phía sau Đường Khả Hinh, đi về phía trước, vừa đi vừa vội vàng gọi cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh không lên tiếng, bước nhanh đi qua hành lang, theo mùi thơm, lại đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện cô mờ mịt nhìn đám người lui tới xung quanh bệnh viện, mỗi người đều bị mùi thơm hoa hồng này che phủ, giống như mỗi người cũng mang theo mùi thơm nồng đậm đặc biệt này, mà mùi thơm kia dần dần biến mất ở trước cửa bệnh viện. Trái tim của cô lập tức chìm xuống, mờ mịt cất bước, mềm nhũn không còn hơi sức đi ra đại sảnh bệnh viện, ngay sau đó một cơn gió lạnh thổi đến, mùi thơm kia rốt cuộc biến mất ở trong không khí tươi mát sau cơn mưa. Đường khả hình tuyệt vọng đứng dưới bầu trời, nhìn mùa đông trời đầy mây, cây rong vẫn lộ ra xanh lá đầy sức sống, nơi xa cây phượng cành lá vẫn uốn lượn hướng lên không trung, vô số người đi đường lui tới, trên mặt phủ kín không khí mùa đông tái nhợt lạnh lùng. Trái tim của cô không khỏi đau. Khả Hinh, cô làm sao vậy? Nhã tuệ đến gần đường Khả Hinh, lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi thứ trước mặt, cảm giác có chút tàn nhẫn, có chút hung ác, có chút âm mưu, đã lắng động trong mùa đông, không thể theo đuổi đến cùng, chỉ có nụ hôn của người đàn ông ở trong bóng tối vẫn còn trên môi của mình, xót lại một chút đau. Thoáng chốc, cô ở trong bi thương nhớ lại lời cam kết với người đàn ông ở trong bóng tối, sâu kín hỏi, nhã tuệ. Hả, nhã tuệ căng thẳng nhìn cô. Đường khả hình ôm một tia hy vọng, nhìn cảnh tượng mờ mịt xung quanh, nhàn nhạt hỏi tưởng lão tổng giám đốc. Là ai? Nhã tuệ nghe, mặc dù ngạc nhiên câu hỏi của Khả Hinh nhưng vẫn trả lời cô tưởng lão tổng giám đốc chính là ông cụ tưởng tập đoàn khách sạn Á Châu của chúng ta nhiều năm bên tai không dứt nói về ông lời đồn đãi đã dừng lại ở hai tháng trước Đường Khả Hinh không lên tiếng thật yên tĩnh lắng nghe Nhã Tuệ bất đắc dĩ nói tưởng lão tổng giám đốc đã qua đời ở hai tháng trước trái tim Đường Khả Hinh bỗng rơi xuống vỡ nát vì sự thực bi thương lan ra khắp cả người nước mắt lan xuống audio điện tử võ tấn bền. Chương 46, 3 năm sau. 3 năm sau, đầu mùa hè, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi. Khắp trung tâm thành phố, cao ốc thương mại thế giới giống như cây cột chống trời, lấp lánh ánh sáng màu bạc, dựng đứng lên không trung. Hành lang dài ngoài biển, chuyển đến tiếng chạy của chiếc du thuyền hào hoa, vô số cỗ xe xe sang trọng như con thoi chạy giữa đường lớn, cây ngô đồng trên con đường dài màu đen quanh co đi xuyên trung tâm thành phố lộ ra sức sống mạnh mẽ. Một chiếc xe Mercedes màu đen phiên bản dài 12 mét, do cảnh sát mở đường chạy giữa 12 chiếc xe trên con đường lớn, dưới cột đèn đường phố màu trắng, chậm rãi trải chạy, chạy qua club bạch kim Á Châu, dọc theo hành lang dài ven biển, chạy về phía khách sạn Á Châu nổi tiếng thế giới. Khách sạn Á Châu, một trong 10 khách sạn hàng đầu thế giới, có thể nói khách sạn nhất hãng nhất thế giới, cũng là khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới, bên trong trang bị phương tiện giải trí, nhân viên phục vụ xuất sắc đầu ngành khách sạn, tòa nhà này trước khi xây lên khách sạn Á Châu, lấy ba nóc tòa nhà màu bạc hình bầu dục làm chủ, kiến trúc sư hàng đầu thế giới, thiết kế ba nóc tòa nhà trên mặt biển, có 10 tầng, mặt bằng kiến trúc chiếm diện tích khoảng 28 cây em vuông, thiết kế giống như một cánh buồm khổng lồ, ở ba nóc tòa nhà trải dài cao chọc trời. Vô số máy bay trực thăng Chậm rãi bay qua, mọi người từ trên không nhìn xuống toàn cảnh thành phố thán phục khách sạn Á Châu, phong cách và năng động là cảnh quan đẹp nhất của thành phố này. Chiếc Mercedes phiên bản dài chậm rãi chạy nhanh tới đại sảnh khách sạn Á Châu. Trong hành lang khách sạn xa hoa 3 000 m vuông, đi ra ba người quản lý mặc đồng phục màu đen, bọn họ dối giết chỉnh sửa bảng tên một chút, thở nhẹ một hơi, cùng mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu trắng bước nhanh đi ra phòng khách của khách sạn, giám đốc Hoác Minh Đích Thân tiến lên, mở cửa chiếc xe phiên bản dài, bằng thái độ chuyên nghiệp, cung kính kêu nhỏ, tô tiểu thư, Tô Linh, cháu gái ruột của thủ tướng, hôm nay muốn xem ca kịch trong khách sạn Á Châu, dẫn đầu mọi người, chỉ thấy cô hơi mỉm cười mặc váy ngắn lụa mỏng màu hồng, mang bao tay ren trắng, đội chiếc mũ dạ màu trắng, mỉm cười dưới sự hướng dẫn của giám đốc, đi qua đại sảnh bạch kim, ngắm nhìn đèn pha lê màu lam nhạt thiết kế trên nóc, dài gần ngàn mét vuông, màu sắc chói mắt, lóe lên thế giới xinh đẹp nhất, tỏa sáng xinh đẹp khác thường. Cô hài lòng mỉm cười, nhìn về phía giám đốc ngọt ngào nói, nghe nói gần đây khách sạn Á Châu mới xây dạp chiếu phim, đạt đẳng cấp thế giới, có thời gian mời giám đốc dẫn chúng tôi tham quan học tập một chút. Đây là vinh hạnh của chúng tôi, giám đốc lập tức mỉm cười, dẫn Tô Linh đi tới phía trước. Trước quầy lễ tân, quản lý từ Trạch Minh, một người đàn ông gần 30 tuổi mặc đồng phục màu đen của khách sạn, đi qua bên cạnh giám đốc, đầu tiên cung kính không người chào hỏi, sau đó vội vàng đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi, Ngành gió biển thổi đến phần đất trống trước đại sảnh rộng lớn, liền thấy nhã tuệ mặc đồng phục váy ngắn màu đen của khách sạn, bên trong là áo sơ mi trắng thắt nơ bươm bướm, đứng ở trước cây cột màu bạc của khách sạn, cũng đang lo lắng chờ đợi, anh lập tức đi tới bên cạnh nhã tuệ. Vẻ mặt nghiêm nghị cẩn thận hỏi, người tới chưa? Nhã tuệ lập tức quay đầu, xin lỗi nhìn phía trước quản lý quầy lễ tân, miễn cưỡng cười nói, sắp đến, xin anh đợi một chút. Từ trạch minh bất đắc dĩ nhìn nhã tuệ nói, nhã tuệ lần này tôi tuyển dụng cô ấy, hoàn toàn là vì mặt mũi của cô. Nhưng cô phải bảo đảm cho tôi, cô ấy tuyệt đối không thể phạm sai lầm, cũng không thể làm ra bất kỳ chuyện gì phá hỏng hình tượng khách sạn. Nhã tuệ lập tức cười theo nói với từ trạch minh, sẽ không. Cô ấy vô cùng thông minh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cô ấy đã từng có mấy năm kinh nghiệm làm việc ở quán bar, tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc. Hơn nữa cô ấy không phù hợp với khách, về điểm này, xin anh yên tâm. Từ trạch minh nghe xong, vẫn ôm nghi ngờ nhìn về phía trước, nói, nếu là người đúng giờ, vậy tại sao lại đi trễ? Có thể là có chuyện gì gây chậm trễ, anh làm ơn chờ một chút. Nhã tuệ xin lỗi nói xong, cũng nhìn về phía đường lớn ven biển phía xa xa, khẽ thở dài nói, con bé chết tiệt kia, tại sao còn chưa tới? mươi 47, hết sức. Đường lớn ven biển xảy ra tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông xét nhanh chóng mở đèn cảnh sát hú còi, vội vàng chạy tới phía bên này. Bởi vì tối nay Thủ tướng muốn tham gia dạ tiệc ở khách sạn Á Châu, sau đó đích thân tới xem nhà hát kịch xem opera, tất cả cảnh sát đã dọn dẹp phong tỏa toàn con đường lớn ven biển, xe cộ khắp thành phố chạy qua con đường lớn này đều phải hạn chế tốc độ 30 cây mh, không thể bấm tiếng còi xe, cũng không thể tùy ý ngừng lại. Nhưng vừa lúc đó, một chiếc xe vận chuyển hải sản đông lạnh cũng đang bị bể bánh thắng gấp, hầm đông lạnh trượt khóa trượt mở ra, đổ ra vô số tôm hùm, cua càng dài vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản đến, còn có cá biển tươi, 15 đầu bào ngư, hải sâm cùng vây cá thượng đẳng. Lão đầu bếp nhảy ra xe, tức giận ném cái mũ đầu bếp đập xuống đất, chạy đến phía sau xe, thấy hải sản có giá trị gần 3 triệu, tất cả đều đổ ra lối đi bộ, ông ôi một tiếng, gấp đến độ chạy đến hầm đông lạnh, hung hăng đá một cái vào lốp xe, mới đưa lên đôi tay, lớn tiếng kêu la, hôm nay ở quầy lễ tân người nào điều xe. Tài xế xe đông lạnh hoảng sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đi ra nói, dường như là... Là, lưu đội trưởng, trở về tôi lột ra cậu ta, chấm than ngoặc kép, lão đầu bếp kích động đến cao giọng xong, tức giận kêu mấy đầu bếp trẻ trong xe đông lạnh còn không mau nhặt cho tôi. Sắp không kịp thời gian rồi, cẩn thận mang hải sản cho tốt, nếu tôm hùm ít đi một sợi dâu, còn cua đứt một cái càng, ngày mai các người sẽ đến phòng kế tính tiền cho tôi. Dạ, mấy đầu bếp trẻ lập tức bước nhanh đi ra phía sau xe đông lạnh, mang toàn bộ tôm hùm, cua đưa lên xe đông lạnh, có một đầu bếp trẻ bởi vì quá gấp, lúc đi đôi tay không cẩn thận cầm lấy cua càng dài Nhật Bản muốn đi về phía xe đông lạnh, đột nhiên phát hiện con cua trong tay mình, cái càng dài nửa thước bị rơi trên mặt đất, anh ta hít vào một hơi lạnh, nhìn càng cua dài nửa thước rơi bên chân của mình. Anh ta hoảng sợ đến không có chú ý ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp đang xoay người nhìn về phía một người khác mang một con tôm hùm và cá mú thật lớn. Trái tim phanh phanh nhảy, anh ta lập tức cầm lên càng cua này, há miệng run rẩy cầm lên một sợi dây thun, khéo léo đem càng cua và thân cua buộc dính lại. Sau đó vẻ mặt hốt hoảng đem con cua ném vào trong hưng lạnh phía trước, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, xoay người thấy lão đầu bếp trợn cặp mắt giận dữ nhìn mình. A, à, chấm than ngoặc kép, tiểu lý tử hoảng sợ đến lui về phía sau một bước nhìn lão đầu bếp, kêu nhỏ sư phụ, làm gì mang một con cua lâu như vậy? lão đầu bếp tức giận nhìn tiểu lý tử hỏi tôi mới vừa rồi tôi không cẩn thận bị cua kẹp một cái chấm ngoặc kép anh ta lập tức lui một bước lão đầu bếp không hài lòng nhìn anh một cái rồi nói làm đầu bếp bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đứt ngón tay còn sợ bị cua kẹp tháng này đang kiểm tra phải cài hết sức a à, tiểu lý tử muốn khóc nhìn lão đầu bếp mau cho tôi mang chấm than ngoặc kép lão đầu bếp vừa chỉ huy mọi người nhanh chóng mang hải sản vừa nhìn xe của bị tắc nghẽn, tất cả chạy từ từ, ông ta tức giận chừng con người thật to, lau đi mồ hôi trên chán, phụ mọi người cùng nhau mang. Đang lúc phía đằng trước mọi người đang lo lắng dọn dẹp hải sản trên đất, phía sau có một chiếc xe taxi màu xanh lá cây rừng ở trước đông lạnh, bởi vì phía trước đều là hải sản chân quý nên không dám chạy nhanh. Cô gái bên trong xe mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, để tóc ngắn chạm vai, đôi tay ôm một túi tài liệu, mặt bên trái bị sợi tóc đen nhánh xinh đẹp nhẹ nhàng che giấu, chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp trong veo, lúc này cô có chút gấp gáp ghé đầu ra ngoài cửa sổ, đón gió biển thổi mạnh, nhìn mấy người đầu bếp ngoài cửa xe, mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, đang hốt hoảng nhặt hải sản trên đất. Tại sao cố tình ở chỗ này xảy ra tình trạng này? Tài xế nhấn tay lái một cái, có chút phiền não nói. Đường khả hình có chút gấp gáp cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 9 giờ 30 phút, cô không suy nghĩ nữa, vươn tay móc ra tiền đưa cho tài xế nói, trước mặt chính là khách sạn Á Châu không xa, tôi xuống ở chỗ này thôi. Tài xế có chút ngạc nhiên nhận lấy tiền, nói còn hai cây số nữa, cô xuống ở nơi này sao? Đường khả hình không lên tiếng nữa, chỉ đẩy cửa xe gió biển mãnh liệt thổi đến, thổi lất phất sợi tóc đen nhánh, thỉnh thoảng làm lộ ra một vết sẹo lớn chừng bàn tay, theo bản năng cô cúi đầu, tay nhẹ giấu má trái, muốn tránh những hải sản, chạy nhanh ra phía trước nhưng lại nghe được phía sau lưng có một tiếng kêu thảm thiết, cô một ngạc nhiên quay đầu lại. chương 48, cô gái nhỏ đáng thương. Tiểu Lý tử quỳ trên mặt đất, tay bị một con tôm hùm châu Úc kẹp đỏ lên mặt, đau đến khản giọng kêu to, đau chết mất. Đường khả hình thấy thế, quay đầu nhìn bộ dáng đầu bếp trẻ đáng thương, nhất là càng tôm kẹp ngón cái của anh ta chảy máu, cô thở dài bất đắc dĩ, vừa xoay người quỳ gối trước mặt của anh ta, vừa nhìn con tôm hùm đang hung hăng kẹp chặt tên nhóc, cô nhẹ nhàng vươn tay, nắm đầu con tôm hùm, nói, bắt tôm hùm không thể bắt mình tôm, phải bắt đầu tôm hùm. Cô nói xong, liền đè mạnh xuống đầu con tôm, quả nhiên càng tôm hùm mềm nhũn ra. Đau quá, tiểu lý tử vừa vẫy ngón tay, vừa đau đến gào lên liên tiếp. Đường khả hình bắt con tôm trong tay, nhìn bộ dáng kia của anh ta, lại hỏi con tôm hùm này đặt ở chỗ nào. Tôi giúp cậu để vào, tránh cho cậu lại bị cắn. Tiểu Lý Tử kìm lòng không được nhìn khuôn mặt xinh đẹp, bộ dáng đáng yêu của Đường Khả Hinh, nhất là mái tóc ngắn gọn gàng, càng lộ vẻ xinh xắn. Nhất thời anh ta hơi đỏ mặt chỉ vào xe đông lạnh, nói: để vào xe đông lạnh. Cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Đường Khả Hinh không có thời gian lập tức đứng lên, trong tay cầm con tôm hùm thật to, cắn túi tài liệu trong miệng của mình, cẩn thận bước qua rất nhiều hải sản, đi tới trước xe đông lạnh, nhìn vào bên trong thùng chứa tôm hùm đặt ở giữa kho đông lạnh thuận tiện giúp người làm đến cùng bước lên xe đông lạnh đem con tôm hùm đặt vào xong này cô là ai vậy lão đầu bếp mới vừa rồi nói xong điện thoại đi tới nhìn thấy đường khả hình hỏi tôi chấm ngoặc kép đường khả hình vừa đi ra xe đông lạnh vừa muốn giải thích nhưng bất chợt dưới chân đạp một cục đá vụn cô hoa một tiếng thu chân không được cả người lui về phía sau liền ngã xuống ầm um, một tiếng thật lớn Cả người khả hình lui về phía sau lưng va phải một thùng bên trên hầm chứa đá, nhất thời hải sản còn sót lại bên trong xe tất cả đều ào ào từ trong thùng toàn bộ ngã xuống, kể cả khối nước đá tất cả cũng đều hướng trên người của đường khả hình chút xuống. a à, chấm ngoặc kép, đường khả hình hoảng sợ kêu to ôm đầu, cảm giác toàn bộ cá cá tôm tôm cua cua nện xuống trên người, còn có nước đá lạnh thấu xương, nhất thời, cô hoảng hồn cả người ướt nhẹp, ngẩng đầu lên, con người trừng lớn nhìn người ngoài xe. À, à quá buồn cười. Ngoài xe, mấy đầu bếp trẻ và lão đầu bếp cùng tài xế xe đông lạnh tất cả đều khiếp sợ đứng thành một nhóm nhìn cô gái nhỏ đáng thương phía bên trong xe. Đường Khả Hinh dường như muốn khóc, vươn tay xoa xoa nước đá trên mặt, vừa mới muốn bước ra, không ngờ lại nghe ầm một tiếng. Cẩn thận, chấm than ngoặc kép, tiểu lý từ căng thẳng chỉ phía trên đầu Khả Hinh kêu lên. A, à, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh luống cuống ngẩng đầu nhất thời nhìn thấy một thùng rong biển chuyên làm thức ăn cho cá ầm ầm ngã xuống. Đường khả hình trừng lớn con ngươi, còn chưa kịp kêu thành tiếng, liền bị cái thùng rong biển đè xuống. Đại sảnh khách sạn, từ trạch minh từ trong hành lang đi ra một lần nữa, nhìn thấy nhã tuệ vẫn còn đang nóng nảy chờ đợi, khẽ thở dài một hơi, đi tới bên cạnh cô, hỏi, người còn chưa tới sao? Đã qua một tiếng rồi. Nhã tuệ cảm thấy có lỗi nhìn từ trạch minh, có chút lo lắng nói, có thể có chuyện gì làm chậm trễ rồi. Anh chờ một chút, không phải ba giờ anh mới bay sao, bây giờ còn sớm mà. Từ trạch minh cố ý chừng mắt nước nhìn nhã tuệ, cười nói quản lý lưu thân mến. Tôi còn có 20, phải đi đến sân khấu ca kịch điều khiển buổi tập giật cho bữa tiệc tối nay. Tôi sẽ bận rộn đến 2 giờ, sau đó ngồi xe chuyên dụng của khách sạn đến phi trường. Tôi không có bao nhiêu thời gian cho cô và bạn bè của cô rồi. Ôi chao, quản lý từ, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ còn muốn cầu cạnh, nhưng nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe taxi dừng ở trước đại sảnh khách sạn, cô vui mừng cười nói, đến rồi. Từ trạch minh nghe vậy hơi xoay người, nhìn về phía chiếc taxi kia. Tài xế taxi cẩn thận mở cửa ra, bên trong xe đi ra một, người thực vật, trên đầu của cô, trên người, có thể toàn bộ dính đầy rong biển màu xanh, trên mặt cũng dính lá rong biển lau không quá sạch sẽ, còn có mấy cọng rắt trên lỗ tai. Nhã Tuệ nhất thời kinh hãi chừng lớn con ngươi. Lông mày của Từ Trạch Minh cũng nhíu thành một đường, xoay đầu lại nhìn Nhã Tuệ. Chương 49, đưa tay ra. Khả Hinh, cô xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao để cho mình trở thành như vậy? Nhã Tuệ lo lắng đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, 1 2 3, kéo cô đến sau cây cột tròn thật to của khách sạn, gỡ xuống dòng biển trên người cô, vừa gỡ vừa tức giận hỏi. Tôi chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh cũng thật sự gấp gáp xin lỗi vừa vươn tay nắm dòng biển trên người mình, vừa nói, vừa rồi lúc tôi đi tới đây, gặp phải một chiếc xe đông lạnh xảy ra tai nạn giao thông ở phía trước, rất nhiều hải sản đổ hết xuống mặt đường, tôi giúp mang. Tôm hùm bỏ vào trong xe đông lạnh một chút, không ngờ bị trượt chân, và phải thùng hải sản, thiếu chút nữa bị rong biểu trôn. Đường khả hình càng nói càng cảm thấy mất mặt, cuối cùng chỉ cúi đầu, thở nhẹ một hơi, không dám lên tiếng. Nhã tuệ đau lòng nhìn cô một cái, mới xoay người nhìn về phía từ trạch minh cười lấy lòng, nói quản lý. Ngừng, gương mặt từ trạch minh căng thẳng, ôm vai, có chút tức giận nhìn khả hinh một cái, sau đó cúi đầu nghiêm túc nói với nhã tuệ, đây chính là người bạn thân mà cô nói. Thông minh, lanh lợi, vừa đáng yêu, lại hết sức say mê công việc. Cô ấy mang bộ dáng này tới gặp tôi, muốn để lại ấn tượng sâu sắc với tôi đúng không? Không phải, không phải, không phải, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Nhã Tuệ vội vàng vươn tay nắm rong biển đáng chết trên người Khả Hinh. Khách sạn là một nơi không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ, ánh mắt Từ Trạch Minh chợt lóe nhìn trên người của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng có chút sốt ruột nhìn Từ Trạch Minh, ngượng ngùng cười một chút, thuận tay lấy xuống rong biển trên tóc mình, ai ngờ lấy xuống một cái càng cua chết. Cô giật mình cầm càng cua này liếc mắt nhìn rồi vội vàng vứt nó. Đôi tay vội vàng đặt ở trên đùi xoa xoa. Khiêu chiến đến cực hạn cuối cùng của Từ Trạch Minh, anh ta nặng nề thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên không muốn nhìn cô nữa, bản thân có cảm giác người này sẽ gây hỏa cho mình. Vẻ mặt nhã tuệ căng thẳng tiến đến gần trước mặt của Từ Trạch Minh, lấy lòng nói, "Chúng tôi thích nhất quản lý từ hiền lành đẹp trai, hào phóng, tao nhã, phong độ, nhanh nhẹn. Đây chỉ là tình trạng bất ngờ, sau này anh sẽ biết, cô gái này rất ưu tú, rất chăm chỉ." Từ Trạch Minh liếc mắt nhìn Nhã Tuệ. "Quản lý Từ." Nhã Tuệ lập tức cầu xin, vươn tay nhẹ nắm cánh tay của anh ta, lắc lắc. "Đi." Từ Trạch Minh tức giận phủi tay xuống, mới chỉ vào bộ dáng của Đường Khả Hinh, nói, "Cho dù tôi đồng ý, bộ dạng này của cô ấy có thể qua được cửa Trần Mạn Hồng sao?" Nhã Tuệ nghe có hy vọng, lập tức cười nói, "Chỉ cần anh đồng ý, chuyện của Mạn Hồng tôi giải quyết." Từ Trạch Minh không lên tiếng, lại nhìn Đường Khả Hinh, nhìn thật lâu, thật lâu lại nhìn Lưu Nhã Tuệ bình thường luôn làm việc nghiêm túc cẩn thận, mới thở dài, nói, nhanh dẫn cô ấy đến nhà hàng Tây trình diện, không có việc gì thì đừng rằng con loạn. Nhã Tuệ, đây là tôi cho cô mặt mũi lần sau cùng. Sau này cho dù là ông trời tôi cũng mặc kệ. Nhã Tuệ và đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, có chút vui mừng nhìn người đàn ông hiên ngang, phong độ gần 30 tuổi. Từ trạch minh không muốn nhìn hai người bọn họ nữa, chỉ vào đống rong biển trên người đường khả hình, nhanh chóng nói cô, cô, cô. Nhanh thu dọn sạch sẽ dòng biển trên người, nhanh đi trình diện một chút. Đừng làm trở ngại công việc của quản lý lưu. Đường khả hình cảm kích gật đầu, thấp thỏm cười nói, vâng. Cảm ơn quản lý từ. Cô còn biết mình họ từ. Từ trạch minh liếc nhìn nhã tuệ một cái, nhã tuệ cười như đang nịnh nọt, anh ta lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, mau đi đi. Tôi không có thời gian cùng cô đi một chuyến đến nhà hàng Tây. Cẩn thận mạn hồng. Hôm nay nghe nói cô ấy đến ngày kinh nguyệt rồi. Nhã Tuệ và Khả Hinh không nhịn được bật cười, hai người bạn thân nhìn nhau. Nhanh lên, sắp đến 11 giờ trưa rồi, hai quản lý nhà hàng Tây hôm nay cũng làm cả buổi trưa. 11 giờ bọn họ phải ăn cơm, mau, Nhã Tuệ lập tức sát tay Khả Hinh đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng hơi lo lắng bước đi theo Nhã Tuệ. Hai người đi vòng qua đại sảnh khách sạn, đi dọc theo lối đi dành cho nhân viên. Bước nhanh về hướng lối đi nhân viên nhà hàng Tây, lúc đi qua vườn hoa trước khách sạn, nhìn thấy trong vườn hoa khách sạn có hai người khách nước ngoài đang ngồi, ăn mặc trang phục tình nhân, ôm nhau chung một chỗ, ở trong buổi sáng lãng mạn, ôm nhau hôn môi. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu đi theo Nhã Tuệ, rốt cuộc đi tới trước một thang máy màu trắng trong suốt, Nhã Tuệ đè xuống mở khóa cửa, xoay người về phía bạn thân nói, "Khách sạn chúng ta tổng cộng có 12 nhà hàng Tây với phong cách khác nhau, cô muốn tiến vào nhà hàng Tây đây là nhà hàng Tây thuộc về khu giải trí, cho nên cấp trên của cô là tiền trí bân quản lý khu giải trí. Kế tiếp, nhà hàng có hai người quản lý, một nam là giám đốc Tạo Anh Kiệt, anh ấy là người thoải mái, vui vẻ, đẹp trai, ba năm trước đây du học ở Âu Châu mới trở về. Cách quản lý và kinh doanh đều theo phong cách phương Tây, một nữ quản lý tên là Trần Mạn Hồng, tính cách cô ấy có chút kỳ lạ bắt bẻ nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Tôi đều đã chào hỏi, chỉ cần bình thường không để xảy ra sai lầm gì, đánh nát một hai cái ly, thật ra chúng tôi có thể giải quyết riêng, nhưng chuyện này ngàn vạn lần không được nói với người khác. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, cùng Nhã Tuệ đi vào thang máy, thậm chí tin cô đập thình thịch. Thang máy lên tới tầng thứ 28, dừng ở tại một tấm thảm màu tím đậm, trước lối đi xa hoa rực rỡ. Nhã Tuệ dẫn Đường Khả Hinh đi qua hành lang thật dài, vừa đi vừa chỉnh sửa quần áo ướt đẫm cho cô, vuốt lại tóc một chút, mới vòng qua cửa chính nhà hàng tây đi về phía phòng nghỉ ngơi kiêm phòng làm việc nhà hàng Tây. Không ngờ bọn họ mới vừa đi vào cũng đã nghe thấy tiếng khóc qua của một nữ nhân viên phục. Nhã tuệ dẫn khả hình ngạc nhiên đứng ở cửa, thấy trước quầy ba phòng nghỉ ngơi, có một cô gái cao gầy mặc đồng phục màu đen của khách sạn, trang điểm tinh tế, thanh nhã, trải búi tóc thật cao gọn gàng, trong tay cầm một đầu cây roi thép thật dài, chỉ vào nam nữ nhân viên phục vụ đứng vào dán tường, lạnh lùng quát lên, đưa tay ra. chương 50, Sơn móng tay Nam nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục nhà hàng tây, áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, mang giày cao gót 3cm, nghe theo lệnh của quản lý, liền đưa ra ngón tay ngọc thon dài sạch sẽ của mình. Đôi mắt đẹp của Trần Mạn Hồng chợt lóe, trong tay buông bỏ cây roi sắt thật dài, đi tới trước mặt nữ nhân viên phục vụ, dỗ mắt nhìn thấy 10 ngón tay ngọc thon dài của một nữ nhân viên phục vụ cũng trắng trẻo thon dài, nhưng móng tay sơn màu trắng, cô hừ khẽ một tiếng, chợt nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt nói, đưa tay lên ngửi móng tay của mình. À, Tiểu Nhu có chút đáng thương ngẩng đầu lên nhìn Trần Mạn Hồng, khẽ cắn môi dưới, yếu ớt hỏi, tại sao? Tôi bảo cô ngửi móng tay của mình một chút, nói nhảm nhiều như vậy, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lập tức lạnh lùng nói. À, chấm ngoặc kép, vẻ mặt Tiểu Nhu lập tức đau khổ giơ ngón tay của mình đặt ở cánh mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, ngây ngốc nhìn quản lý nói tôi ngửi rồi. Mặt của Trần Mạn Hồng ngửa lên, Nhìn Tiểu Nhu nói, ngửi thấy mùi gì không? Tiểu Nhu chớp mắt một cái, nói, không có a. À. Ánh mắt của Trần Mạn Hồng tối sầm lại, nhìn cô trần nhíu mày nói, cô ngửi không ra à? Tôi cho cô biết được nhé. Tiểu Nhu trợn to hai mắt, sau gáy thoáng lạnh lẽo, nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng tiến lên một bước, đi tới gần Tiểu Nhu, trợn to đôi mắt quyến rũ của mình nói, tôi ngửi được mùi acetone, formaldehyde còn có ben dần 2, axit formic mùi nước tẩy móng tay. Sắc mặt tiểu nhu tức khắc trắng bệch nhìn Trần Mạn Hồng, vẻ mặt đau khổ kêu nhỏ quản lý. Trần Mạn Hồng lập tức cầm roi thép, chỉ vào tâm mi của tiểu nhu, lạnh lùng nói, muốn sơn móng tay, tại sao còn tới khách sạn đi làm. Có bản lãnh sơn móng tay, vậy tại sao còn phải tẩy. Đem 10 ngón tay của cô nhuộm thành một bức tranh sơn thủy tới gặp tôi. Tiểu nhu vội vàng cúi đầu, Đau lòng nói, tôi tối hôm qua cùng chị đi dạo phố, lúc nhìn chị ở tiệm móng tay sơn móng tay, sơn thật xinh đẹp, tôi không nhịn được tò mò cũng sơn một chút, nhưng lúc sáng sớm tôi cũng đã tẩy sạch đúng không? Trần Mạn Hồng lại tức giận nói, bình thường trước khi đi làm không cho phép các người ăn cái gì? Tiểu Nhu vội vàng trả lời, không cho phép ăn tỏi, rau hẹ, hành lá, sầu riêng, món có chất kích thích những món cô mới vừa nói thua xa nước sơn móng tay của cô càng làm cho khách nhạy cảm. Đây là chỗ nào? Đây là khách sạn Á Châu, khách đi vào nơi này đều là thân phận tôn quý. Cho phép cô loạn như vậy sao? Tôi sai rồi." Chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu lập tức mím môi kêu nhỏ. "Sai rồi, tôi xem cô còn không biết chết sống." Trần Mạn Hồng nói xong, liền vung roi lên nhắm trên đôi tay nhỏ bé của Tiểu Nhu, ra sư quất trước. "A, à, mẹ ơi." Chấm ngoặc kép Tiểu Nhu không nhịn được đau kêu thành tiếng. Còn chưa cai sữa à, gọi mẹ, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lạnh lùng đánh người xong, lại nhìn nhân viên phục vụ thứ hai, mới vừa muốn dạy dỗ. Mạn Hồng, chấm ngoặc kép, nhã tuệ như đang lấy lòng gọi. Trần Mạn Hồng miễn cưỡng muốn vứt cây roi, xoay người, đầu tiên quét vào trên người của nhã tuệ, lại nhìn về phía cô gái bên cạnh, tóc ướt đấm, trên tóc còn dính mấy sợi rong biển, trong đầu tóc còn quấn một càng cua, lúc ngẩng đầu lên nhìn người, mắt to chớp chớp, càng cua rớt xuống. Thân thể Trần Mạn Hồng chấn động mạnh một cái, đột nhiên khoa trương trợn to cặp mắt, buông lỏng cây roi trong tay, dưới chân loạn choạng một cái, ngã ở trên người nam nữ nhân viên phục vụ, cô điên cuồng kêu to, người kia là ai? Trên người cô ta lại có mùi cá, càng cua, chấm than ngoặc kép. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 50.